vẫn đợi chờ. Di Đà từ phụ đến trong mơ, Quan Âm cẩn nguyện nghe trần thế, tương phụng cách biệt chỉ lặng tư. Cuộc đời vốn chỉ là mơ, ai sai ai đúng rình chờ hơn thua, vì danh lợi gánh đua tranh chấp, chèn ép nhau tranh bật thấp cao, chất chồng nghiệp chướng biết bao, thân mơ trí đồn làm sao biết đường. Nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lưu mờ nghiệp nổi nhau xanh, làm sao thoát khỏi lời danh, tiến tai lời lòng bại thành khổ thân. Muốn khẩu ý thân không sanh hận, niệm phận đời độ tận nghiệp duyên, tâm an tình thức niệm thiền, Phật trong ta sẽ hóa duyên độ đời. Lòng đại từ như đóa sen tươi, thân tâm tinh khiết ngài tôi sum vầy. Không nghĩ không làm không nói bậy, qua huy tọa màu được trữ màu vô nhiễm đẹp nhất trần gian, ngát hương thơm trong sắc thủy đạo vàng, mang gương hạnh vào rá ba cõi. Xin được trân trọng giới thiệu cùng toàn thể hội chúng hiện diện trên pháp tòa là thượng tọa Thượng Trung Hạ Đạo, trụ trì chùa An Hỷ Mỹ Quốc, chuyên gia cố vấn tâm lý và võ sư khí công. Xin mời toàn thể hội chúng ta cho một tràng pháo tay cung kính thượng tọa. A Di Đà Phật, chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa cùng toàn thể hội chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa an tọa và chính thức đi vào buổi giảng. Xin mời toàn thể hội chúng ta đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên trung đạo cảm niệm công đức của ban tổ chức chùa Pháp Bảo, chư tôn đức tăng đã cho trung đạo có cơ hội đến đây để chia sẻ Phật pháp cùng với vấn đề đạo hữu Phật tử. Nói đây chúc chư tôn đức tăng cùng sư trụ trì thân khỏe tâm an, ngày an lành, đêm an lành, sáu thời an lành và trọn đời tu học được an lành. Đồng thời chúc huynh đệ đạo hữu Phật tử cùng gia đình luôn luôn được an lạc hạnh phúc trong cuộc sống tu hành của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Huynh đệ khỏe không? Thấy an lạc chưa? Dạ. Huynh đệ chắc chắn là muốn tu để nhìn thấy sự an lạc không? Hả? Chắc không? Chắc thì trung đạo chia sẻ, còn không chắc là thôi. Thầy mới giảng cái gì á, tu như thế nào để được an lạc ở ngoài Quảng Nam á. Thì thầy giảng tới đâu là thầy ngồi xuống nói tới đó, thầy không có viết bài. Nhưng mỗi một bài giảng, chẳng hạn thí dụ thầy giảng tu như thế nào để được an lạc,
thì giảng lại lần thứ hai là hoàn toàn khác, cái bài kia không giống bài một. Cho nên thầy gọi là tu như thế nào để được an lạc phần hai. Huynh đệ tu theo niệm Phật hay tu theo tụng kinh? Hả? Huynh tụng kinh niệm Phật chung hay là tụng không là không niệm? Bây giờ chúng ta muốn tu được an lạc, mình không phân biệt già trẻ bé lớn, giàu nghèo sang hèn hay là thầy, nên mình nói chung là tăng tục, ni sư, mình không có phân biệt gì hết. Mục đích tu của mình là gì? Huynh đệ có mục đích hay không? Tôi có mục đích không? Hả? Chắc không? Người tu, cái tôn chỉ của chư Phật luôn luôn muốn con cái của các ngài đều được an lạc hạnh phúc. Nếu chúng ta tu mà không được an lạc hạnh phúc, mình phải xem lại coi mình tu như thế nào mà mình không được an lạc hạnh phúc. Mình tu làm sao mà không bị phiền não, đau khổ. Mục đích chính của chư Phật dạy cho mình đi theo Phật Pháp để mình rời xa sự phiền não, đau khổ trong cuộc sống thường ngày của những người bình dân, thường dân, nói chung là bá tánh. Mục đích của các ngài giúp đỡ chúng ta đi vào Phật Pháp để nhìn lại xung quanh mình là sự khổ đau phiền não, để đời mình không bị phiền não khổ đau. Quý vị có chắc chắn muốn biết cái chìa khóa như thế nào để được an lạc hạnh phúc hay không? Như vậy quý vị tu mới có kết quả chứ, đúng không? Đúng không? Dạ, với Đạo Phật. Thực sự khi mình ngồi xuống mình tu á, cái việc của mình, bổn phận của mình là ngồi xuống tụng thời kinh niệm Phật cho hết tấm lòng đi, hết lòng luôn đi. Tập cái tánh đừng có để ý chung quanh. Hả? Mình tụng hết lòng bổn phận của mình, chuyện còn lại thì nhân quả và chư Phật tính. Mình không cần phải xía vào cái chuyện đó. Mình tập cái tánh buông bỏ, tha thứ, quên lãng, tương trợ, giúp đỡ. Nếu để không chịu làm điều này là dứt khoát, cái việc tu học mình sẽ không bao giờ có kết quả như mình mong muốn đâu. Có đúng không? Nếu huynh đệ không chịu mà bỏ qua cái lời nói khó chịu lỗ tai hay việc khó chịu con mắt đi, thì dứt khoát huynh đệ không thể nào an lạc được. Chẳng hạn huynh đệ tu thời kinh cho đã đời ra, mới gặp thầy, thầy nói một câu sốc, huynh đệ chịu nổi không? Quay lại cắn thầy liền, đúng không? Thầy thì hai cắn là rớt rồi, làm sao an lạc được? Cái người tu theo Phật là phải học cái tánh buông bỏ và tha thứ. Nếu mình không tập cái tánh buông bỏ và tha thứ, dứt khoát mình không biểu lộ cái tánh hạnh thương yêu của mình dành cho ba tánh được. Nếu mà mình tu không biểu lộ được cái tánh từ bi được, thì dứt khoát mình không thể nào vào mình đi vào Phật Pháp được. Mình để suy nghĩ lại coi, cái hạnh của chư Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nếu mình không tập cái tánh buông bỏ, hỷ xả, tha thứ, quên lãng, thì dứt khoát huynh đệ không thể nào an lạc hạnh phúc trong việc tu được. Có đúng vậy không? Đúng không? Dạ. Đó là chân lý, đó là chân lý. Muốn biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi, mình phải học cái tánh buông bỏ và tha thứ, quên lãng. Mà tha thứ là quên luôn đó, chứ không có nhớ. Thì làm xong cái việc đó rồi, cái này dứt khoát là mình không giận hờn, là không giận hờn, không phải bằng cái miệng, bằng cả tấm lòng, bằng trí tuệ, xóa trong cái đầu luôn. Hả? Mình nói mình buông bỏ bằng cái miệng, mình tha thứ bằng cái miệng, mà cái đầu mình vẫn còn giữ những tư tưởng giận hờn, thù hận, thì dứt khoát nghiệp chướng vẫn còn đầy rẫy, ý nghiệp vẫn còn tạo tác. Đúng không? Vì ý nghiệp là tất cả mà. Quý đệ nói thôi tao bỏ, nhưng mà mình nói bỏ mà cái bụng mình, cái đầu mình không bỏ là chưa bỏ. Chừng nào cái đầu, cái ý của mình bỏ, thực sự là mình bỏ. Bởi vì ý nghiệp là tất cả. Cho nên người Tàu nói là thân khẩu ý, thực sự á, phải nói ngược lại là ý khẩu thân. Ý là tất cả. Nếu mà ý mình lộn xộn thì cái miệng mình sẽ lộn xộn, cái thân mình sẽ lộn xộn. Cái ý mình bất ổn thì cái miệng mình sẽ nói tầm bậy, cái thân mình làm tầm bậy. Ý tạp niệm nhiều, tà niệm nhiều quá thì cái miệng sẽ nói bậy, cái thân sẽ làm bậy. Cho nên ý là chủ nhân của tam nghiệp. Nó làm cho khẩu nghiệp, thân nghiệp chạy theo nó. Nếu huynh đệ mà muốn được an lạc hạnh phúc với cái tu tụng, chúng ta tụng niệm là một. Nếu mình, thí dụ huynh đệ niệm Phật to lên rồi nghiệp theo mỏ là tụng. Thế mình âm thầm một mình đọc không thấy cái miệng lầm lầm là niệm. Thì tụng niệm có khác gì? Bên thì ra tiếng, bên không ra tiếng, có khác gì không? Nhưng chúng ta chia làm hai thứ, thằng tụng, thằng niệm. Cho nên mới có chuyện
Bởi vì chúng ta kỳ thị, chúng ta thấy sự khác biệt tụng và niệm, nó không có khác gì hết. Một thằng thì niệm ra tiếng, mình tụng lớn tiếng gọi là thanh trì tụng, tụng vừa đủ nghe là kim cang tụng, còn lầm thầm lầm mình là niệm, gọi là mặc niệm. Rõ không? Có gì khác biệt nói nghe coi. Nhưng chúng ta bị thế gian pháp làm cho mình thấy sự khác biệt. Tôi tịnh độ, tôi không thèm tụng kinh. Nhưng nếu huynh đệ không tụng thì huynh đệ chỉ có sống một mình thôi. Tức là mình theo Phật là phải mở rộng cái tâm từ bi. Theo Phật là mở rộng cái lòng mình dành cho bá tánh chúng sanh. Nếu mình niệm mầm một mình không thôi á, chưa chắc đã độ được quan gia trái chủ của quyền thất tổ, ông bà nội ngoại, hai bên vạn linh trăm họ của dòng tộc mình, chưa chắc. Bởi vì mình chỉ có tụng niệm cho mình thôi. Bây giờ mình muốn độ được các vị bên cạnh, độ luôn của quyền thất tổ, giải trừ quan gia trái chủ bệnh tật của chính mình phải tụng. Cho nên tụng niệm chỉ là một cái ra tiếng, cái không ra tiếng thôi. Cho nên từ giờ với đi huynh đệ phải nghĩ, muốn giải trừ được quan gia trái chủ bệnh tật cho cử quyền thất tổ, ông bà nội ngoại, hai bên vạn linh trăm họ của mình, mình phải ngồi xuống tụng một thời kinh thiệt là miên mật, xong rồi ngồi yên tịnh lại niệm Phật cho chính bản thân mình được an lành hạnh phúc. Đó mới thực sự là công phu, mới giải trừ nỗi bệnh tật và quan gia trái chủ. Còn nếu không á, cuộc sống mình cứ dày hoài à, không bao giờ bình lặng. Cho nên nếu không bình lặng là tâm sẽ bất ổn, ý mình sẽ lộn xộn, miệng mình sẽ nói lung tung, thân mình sẽ làm tầm bậy tầm bạ. Cho nên cuộc sống tu hành của mình không bao giờ có kết quả được như ý. Quý đệ hiểu ý của thầy chia sẻ không? Có hiểu ý không? Cho nên để mà mình không lãng phí trong cái việc tu tập hàng ngày của mình á, quý đệ phải cố gắng ngồi xuống. Tu là tình nguyện, hoan hỷ để được tu, hạnh phúc để ngồi xuống, mà công phu. Nếu huynh đệ tu mà không hoan hỷ, mà không hạnh phúc trong lúc công phu, thì chuyện huynh đệ làm là như muối bỏ biển mà thôi. Bởi vì chuyện tâm linh là cần nhất tấm lòng và trí tuệ đặt trong việc làm đó, thì việc làm tâm linh mới có kết quả. Bởi chúng ta ngồi xuống tu hành là mình công phu đó. Cái công phu này cần sự chú ý đặc biệt, đặt hết tư tưởng và việc làm của mình trong việc tâm linh là. Bởi tu hành là việc tâm linh. Nếu mà mình chểnh mãn hoặc là mình không chú tâm hết việc làm của mình, thì dứt khoát đời sống tâm linh mình không thể nào phát triển được như sự mong muốn của mình. Mà khi đời sống tâm linh phát triển rồi á, thì đời sống của mình rất là an lành, hạnh phúc, vui vẻ, hoan lạc, thân khỏe, tâm an. Người tu mà thân không khỏe, tâm không an là dứt khoát không thể nào được an lạc, hạnh phúc hết. Bởi thân bệnh làm sao mà khỏe mà an lạc, đúng không? Thân bệnh là tâm sao an, đúng không? Nếu đệ ngồi xuống tu mà đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mệt mỏi, nhức đầu, đau bụng, đủ loại bệnh, thì huynh đệ vui không? Vui không? Làm sao vui được? Cái nhà của ông Phật không có đủ phương tiện điều kiện cho ông đi mà. Ông Phật ông ở đâu? Nói thì phải nhớ nha, một câu nói là phải nhớ ông Phật ở đâu nè. Ông Phật ở đâu? Nói cho lớn lên. Không dám nói tức là chưa dám xác nhận mình là ai. Ông Phật ở đâu? Nói cho lớn lên. A Di Đà Phật. Nói câu này là phải coi chừng nè. Bắt đầu từ giây phút này trở về sau là phải để ý ông Phật ở đâu nè. Biết ông Phật ở đâu rồi phải không? Chắc chưa? Chắc chưa? Rồi ông Phật ở đâu? Ở trong tâm đúng không? Vậy cái tâm mình ở đâu? Đó. Nếu không có cái thân này, cái tâm có chỗ ở không? Nếu mà cái tâm không chỗ ở thì ông Phật không có chỗ ở, đúng không? Cái thân chính là một phương tiện duy nhất để cho ông Phật mình có chỗ cư ngụ. Nên huynh đệ tu hành mà bạc đãi bản thân mình, bạc đãi thì trong sự suy nghĩ, bạc đãi trong những lời thô ác, bạc đãi trong những hành động không tốt lành cho bá tánh chúng sanh chung quanh, còn cứ nghĩa là mình đang bạc đãi chánh điện của ông Phật mình đó. Bây giờ với cái thân mình là cái gì của ông Phật chưa? Chính là cái nhà của ổng. Nếu mình tu hành đúng mức á, thì cái nhà này trở thành một chánh điện tinh khiết, thì ông Phật mình có chỗ ở đàng hoàng trong sạch. Bởi chư Phật chính là sự trong sạch tinh khiết tuyệt đối. Nếu huynh đệ không giúp cho cái thân này mạnh khỏe, trong sạch tinh khiết tuyệt đối, dứt khoát căn nhà này không thể nào trở thành chánh điện của ông Phật đang ở trong người của mình. Bây giờ huynh đệ thấy cái tầm quan trọng của thân này chưa? Hả?
Bây giờ quý vị thấy cái tầm quan trọng của thân chưa? Đừng có coi thường nó đó. Cách đây mấy năm thầy có giúp một tay cho một vị cũng là người tu hành rất là siêng năng, đi qua bên Miến Điện ngồi thiền 5 năm với các sư bên đó. 5 năm sau trở về đau lưng và đau hai cái đầu gối. Đau đi bác sĩ cũng không hết, 5 năm sau cũng không hết, phải đi tập thái cực ở ngoài công viên á. Thì khi thầy đang dạy khí công ngoài công viên, thầy thấy một vị sư đang tập thái cực kiếm. Thầy mới thắc mắc, thầy hỏi: ủa, người ta sẽ nói thầy là thầy bị như vậy, thầy mới lại hỏi thăm ông. Thì thầy hỏi là: nghe nói sư bị bệnh đau lưng, đau đầu gối phải không? Nói: dạ đúng, 5 năm nay rồi mà đi bác sĩ không có hết. Thì thầy lúc đó thầy mặc cái áo thun trắng, cái quần lam thôi, thì thầy không có mặc cái đồ của thầy. Thì thầy mới có ý là muốn giúp ông một tay. Thì thầy nói là: sư đi theo thầy đi, để trung đạo đi. 45 phút sau sư hết bệnh. Thì ông nhìn thầy, ông mới bốn mấy tuổi thôi. Thì khi thầy, sư đã thấy thầy mặc áo thun với quần lam thì đầu thì trọc, nhưng mà ông nhìn trung đạo thì ông nghĩ nó to quá. Tức là ông nghĩ trong này nè, ông nghĩ hơi lớn cho nên thầy nghe. Nói: bác sĩ 5 năm còn chưa hết, ông là gì mà ông thấy 45 phút hết. Cái thầy mới nói: đi theo tôi ông sẽ hết bệnh. Ông nhìn mình, ông nghĩ tiếp, nói: ông là ai mà ông làm thế ghê vậy. Nói: đi 45 phút hết bệnh. Cái ông nghĩ ngay sau, nói: thôi tôi đi theo thầy thử coi. Thì mới chạy theo thầy, từ công viên chạy tới nhà thầy có 15 phút thôi. Thì thầy mời ông ngồi xuống, thầy nói là cho trung đạo 10 phút. Thầy mới lên mặc áo, tắm rửa xong mặc đồ xuống sạch sẽ, thì ông mới đứng lên xá thầy, nói: chào thầy, xưng tôi với thầy. Thì nói thầy, ông mới nói: thầy bị đau đầu gối đúng không, đau lưng đúng không? Nó: dạ đúng. Tôi qua bên Miến Điện tôi ngồi 5 năm rồi, về đau lưng đau đầu gối quá chịu hết nổi, giờ phải đi tập khí công thái cực. Thầy nói: ủa, thầy là người tu thầy phải hiểu chứ, thầy chú trọng cái tâm, còn cái thân thầy sao? Ông nói: người tu thiền chú trọng cái tâm thôi, còn cái thân không cần. Nói: thầy nói vậy là không có đúng rồi. Cái thân là phương tiện duy nhất cho cái tâm ở. Nếu mà thầy không chăm chút cái nhà này, cái thân này á, bây giờ thầy thấy không, thầy ngồi thiền đâu có được đâu. Lưng thầy đau, đầu gối thầy đau nhất, giờ thầy phải đi tập khí công đó. Bởi vì thầy bạc đãi nó, thì ngồi ngày ngồi đêm đau cũng ráng ngồi, cuối cùng hai cái đầu gối nó bị bế tắc khí lực. Khí lực trong cơ thể không có luân chuyển, tới đó nó bị nghẹt, cái lưng nó đau. Bây giờ thầy ngồi không được nữa, tức là công phu gián đoạn. Thầy mới làm, nói hai cái đầu gối, thầy đập hai cái đầu gối ổng xong xuôi rồi, chưa được 10 phút bấm bóp đầu gối cho điểm huyệt xong, ổng đứng lên ổng đi vòng vòng trong nhà thầy, cái ổng mỉm cười. Ông mỉm cười, cái thầy hỏi: thầy tìm cái gì vậy? Nói: tôi coi cái đầu gối có đau. Nói: ủa sao thầy không tìm cái tốt mà thầy tìm cái xấu? Đâu có đâu mà thầy tìm. Cái thầy bẻ lưng cho ổng xong, thì nói chung là 15 phút thôi. Ông đứng lên thì đi tới lui, ổng lại cười. Ông nói: lưng hết đau rồi thầy. Nói: ở vậy hả? Nhưng mà trước khi tới nhà thầy á, ổng nói là: thưa thầy, tôi không có thì giờ đâu. Ổng nói như vậy. Nói thì 15 phút sau ổng hết bệnh, ổng ngồi xuống nói chuyện với thầy được 5 phút nữa. Thì rồi bắt đầu thầy nói: thầy, trung đạo không có giờ, bây giờ trung đạo phải ra khỏi nhà nè. Thì trung đạo lên xe đi, ổng phải đi theo thôi. Thì nãy ổng nói không có giờ nói chuyện với thầy, bây giờ ổng muốn nói chuyện thầy không cho nói, thầy kêu ổng đi về. 2 tuần sau gặp lại ở công viên, ổng gặp thầy, ổng cười rất là tươi. Ổng nói: thưa thầy, con hết bệnh rồi. Thầy nói: chúc mừng sư, chúc mừng sư. 2 năm sau gặp lại ở Nha Trang, ông hoàn toàn không có bệnh đau đầu gối và đau lưng nữa. Tức là mình không chăm sóc cái nhà của mình, mình coi mình bạc đãi, mình chỉ nghĩ tới một cái điều gì đó mà quên đi một cái điều kiện duy nhất để cho cái tâm được an lành, nằm trong cái nhà này. Khi huynh đệ nói Phật tại tâm, bỏ cái chữ đó đi, Phật tại cái thân này luôn. Nếu mà ông Phật mình ông bỏ đi á, mình sẽ nằm thẳng cẳng, tim không đập, mũi không thở, gọi là gì? Ngủm. Ngủm hẳn luôn, tức là không nhúc nhích á. Mắt không thấy, đầu không biết, tay không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không á, tức là lục căn, lục trần, lục tức biến sạch.
khi ông đó còn trong nhà mình thì mình còn ngửi được, còn thấy được, còn nghe được, mà ông bỏ đi rồi là mình trở thành vô dụng. Cho nên lúc ông còn sống á, mình phải biết sử dụng cái nhà này là một phương tiện để cho cái ông ở trong nhà mình có điều kiện tu luyện. Thân khỏe thì tâm mới an, tâm mới an thì ông Phật mới là có chỗ ở đàng hoàng. Có phải vậy không? A Di Đà Phật. Nó rõ ràng, nó khoa học, huynh đệ phải tu trong khía cạnh khoa học, không được mê muội. Phật, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Thầy nói như vậy đó nha. Đạo Phật không phải là một tôn giáo, rất là khoa học. Nếu huynh đệ nhìn vào khía cạnh khoa học, huynh đệ phải hiểu được cái thân xác của mình, phải hiểu được cái sự hoạt động của cái này. Bởi cái này chính là một phương tiện duy nhất cho cái ông ở trong nhà này. Mà ông nhà này thế gian gọi là linh hồn đó. Linh hồn đó, nhưng mà pháp sách vở đặt là Phật tánh. Phật tánh là tánh thiêng liêng, không có tên, không có tuổi, không mập, không ốm, không cao, không thấp, không dày, không mỏng, không giàu, không nghèo, không sang, không hèn, không khôn, không ngu, không đẹp, không xấu. Đó là Phật tánh. Cái tánh thiêng liêng trong mỗi bản thể chúng ta mà thế gian gọi là thân xác đó. Nếu không có cái thân xác này thì cái tánh thiêng liêng không có chỗ ở. Chúng ta không thể gọi là con người được. Đi đứng nằm ngồi đều do cái tánh thiêng liêng dạy dỗ âm thầm, biết làm những điều trúng, biết nghĩ những điều hay, biết nói những điều phải. Chính là cái ông trong này nè, ông giúp đỡ mình hoạt động như vậy đó. Ông này mà bỏ đi, mình té cái bạch xuống mà giải đạch đạch, mình chết liền tại chỗ, đó gọi là hồn lìa khỏi xác. Với là ông Phật bỏ căn nhà đi rồi, căn nhà mình trở thành vô dụng. Bây giờ hiểu thân xác mình là gì chưa? Hiểu chưa? Phải biết quý trọng nó. Hả, nó còn đi đứng tới lui là ông Phật mình còn có cơ hội tu luyện. Mà nó đau, nó nằm rên hì hì rồi đó, là biết ông Phật mình đã nghèo nàn rồi. Một chiếc xuyền, một chiếc thuyền mà ọp ẹp bơi ra cửa biển làm sao nổi. Mình lái chiếc thuyền ra cửa biển, sóng nó dập một phát, cái thuyền cũ xì nó vỡ từng miếng vụn. Nếu cái thuyền huynh đệ nó mạnh mẽ, nó trong sạch, nó tinh khiết, nó mạnh dạn, mình đi ra cửa biển sóng đập đâu có nhầm nhò gì, đúng không? Cái thuyền này mà cũ rít rồi mà không biết chăm sóc, không biết bảo dưỡng hả, ra biển khổ, nó đập cái phành sụm bà chè xuống, nằm nó rên rỉ khóc lóc. Rồi cái ông trong này nè, ông không có phương tiện á, ông buồn khổ. Ai buồn? Không phải mình buồn đâu, chính cái ông trong nhà đó, ông đau khổ vì mình không biết chăm sóc cái chánh điện của ông, cho nên mới sanh ra bệnh tật, đau khổ, phiền não, hận thù, mưu mô xảo trá, làm cho nhơ nhớ cái chánh điện của người ta. Bây giờ biết ông ở trong nhà mình là ai chưa? Biết chưa? Biết phải làm cách nào để đối xử với ông không? Phải sống làm sao cho sạch sẽ, ý tưởng trong sạch, miệng nói trong sạch, thân xác trong sạch. Phải giữ cái chánh điện này sạch. Không những mình giữ cái miệng của mình, cái thân mình cho sạch, rồi cái ý mình nuôi dưỡng cái nhà này cho sạch, để làm cái nơi cư ngụ trong sạch tinh khiết cho cái ông mà thế gian đặt là Phật tánh đó, gọi là tánh thiêng liêng ngự trị trong từng bản thể, trong từng con người. Một khi đứa bé chào đời thì tánh thiêng liêng đã ngự trị rồi, còn nghĩa là thế gian đặt là Phật tánh đã ngự trị trong đứa bé mới sanh ra. Còn có nghĩa là trong mỗi bản thể chúng ta đều có một ông Phật mà thế gian gọi là Phật tánh. Rõ chưa? Bây giờ hiểu ông Phật mình nương vào gì để tiến hóa? Nương vào cái gì? Nương vào cái ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch. Ăn thiện, nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện. Ăn lành, nói lành, làm lành, nghĩ lành. Ăn tốt, nói tốt, làm tốt, nghĩ tốt. Chính cái ông này nương vào những điều thiện, lành, tốt, sạch đó để cùng sống với mình, cùng tiến hóa trong việc tu luyện. Cho nên chúng ta phải có bổn phận ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch. Ăn tốt, nói tốt, làm tốt, nghĩ tốt. Ăn thiện, nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện. Ăn lành, nói lành, làm lành, nghĩ lành. Để chi? Làm phương tiện tiến hóa cho các ông ở trong nhà này mà thế gian đặt là Phật tánh. Bây giờ biết bổn phận của mình chưa? Ai chỉ vấn đề chưa? Chưa bao giờ có luôn. Bây giờ muốn được thân khỏe, tâm an, được an lành, hạnh phúc vì tu học, huynh đệ phải biết chăm sóc từ lời ăn, tiếng nói, sự suy nghĩ, hành động của mình. Lúc đó mới thực sự là mình đang chăm sóc cho cái ông thiêng liêng ở trong bản thể mình. Còn nghĩa là mình đang chăm sóc cái nhà của ổng, biến cái nhà của ổng thành chánh điện hiển linh. Lúc đó Như Lai mới ngự trị tâm sinh Bồ Đề.
luyện đạo cho đúng, ăn sạch nói sạch, làm sạch nghĩ sạch, nhiều nhiều năm nhiều tháng, nói ra là tốt, nghĩ là tốt, làm là tốt, ăn là tốt. Phải biết rằng khi mình làm tốt, nghĩ tốt, nói tốt, ăn tốt là mình đang làm cho cuộc đời của mình đó, chứ không phải làm cho bá tánh xung quanh. Khi mình nghĩ tốt cho huynh đệ là mình đang nghĩ tốt cho chính cuộc đời của mình. Khi mình làm tốt cho huynh đệ, phải biết rằng mình đang làm tốt cho cuộc đời của mình. Khi mình nói tốt cho huynh đệ của mình, phải biết rằng mình đang làm nói tốt cho cuộc đời của mình, cho dòng tộc, cho anh em, cho bà con, dòng họ của mình đó. Phải biết như vậy và không nên kẹo, không nên ngần ngại làm những điều tốt, nói những điều tốt, làm những điều tốt, nghĩ những điều tốt. Đó bởi vì sao? Khi nghĩ tốt, làm tốt, nói tốt, nghĩ lành, làm lành, nói lành, nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện, thì quả báo sẽ đem về tất cả những gì lành thiện tốt mà huynh đệ đã từng tạo tác trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Phải biết rằng cái thân của mình đang tiếp nhận rất nhiều ân điển của chư Phật ban cho mình, bởi mình từng sống tốt, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt. Rõ không? Rõ chưa? Hay gì đó. Bây giờ hiểu mình phải làm sao để đối xử với ông này chưa? Hả, mình khỏe thì ổng vui, mình lộn xộn, mình bệnh hoạn là ổng rầu, bởi cái nhà của ổng nó quá cũ, không có tiến hóa được. Chứ để sống trong thế gian này không phải rồi nhỏ lớn lên ăn xong rồi ngủm, không phải vậy. Nó thiệt là vô bổ cho một cái kiếp người. Nó thật sự là tuyệt vời nhất nếu biết sống đúng theo chư Phật, cái lòng đại từ đại bi của các ngài ban cho mình mà mình không biết biểu lộ. Nếu mình biết sống giống như các ngài đã dạy mình rồi, cuộc đời này rất là hạnh phúc và an lạc, rất là lợi ích cho bá tánh chúng sanh, mới thực sự là người con có hiếu đó. Huynh đệ có biết cái câu là phụng sự bá tánh chúng sanh là báo hiếu của chư Phật không? Có biết câu đó không? Không biết bao giờ luôn hả? Ủa, cô trong Phật giáo mà cô không biết câu đó sao? Chưa nghe luôn nữa hả? Nghe mà không nhớ luôn, không làm luôn phải không? Có dám làm đâu, làm sợ mất công, sợ tốn thì giờ, tốn tiền, tốn bạc, tốn sự suy nghĩ. Huynh đệ tu theo Phật, huynh đệ chỉ cần kẹo hạ tiện chút xíu thôi, đừng hòng mà gia nhập Phật Pháp đâu. Bởi vì chư Phật là đại từ đại bi, nếu huynh đệ không biểu lộ được cái tính thương yêu bá tánh chúng sanh thì đừng có hòng bước vào ngưỡng cửa của Phật Pháp, không bao giờ có được. Huynh đệ còn nghĩ với huynh đệ, nghĩ cho con mình không thôi, mà những người xung quanh sao kệ bà, tôi nói đừng có hòng mà đến gần chư Phật nha. Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi, đại từ đại bi chính là chánh pháp. Nếu huynh đệ không có lòng thương yêu bá tánh chúng sanh dân tộc Việt Nam, đừng có nói chuyện chánh pháp trong này. Chánh pháp không có nghĩa là đọc sách cuốn dày lên, biết cho nhiều vô, nói vớ vẩn nhiều vô là chánh pháp, không có đâu. Chánh pháp chính là lòng thương yêu của cho bá tánh chúng sanh đó. Đơn giản mộc mạc thầy xác định chánh pháp chính là lòng đại từ đại bi, đại từ đại bi chính là Phật, Phật chính là chánh pháp. Nếu huynh đệ không có lòng đại từ đại bi, còn có nghĩa là huynh đệ chưa bước vào chánh pháp. Lời của trung đạo là chân lý đó, bất cứ vị nào cảm thấy không vừa ý cứ nói. Nếu huynh đệ theo Phật mà thiếu lòng đại từ đại bi là vẫn đứng ngoài ngưỡng cửa thôi, chứ không bao giờ vào trong được, không thể nào vào nhà Như Lai được nếu không có đem lòng đại từ đại bi theo, đúng không? Suy nghĩ lại đi, muốn tiến hóa thứ nhất là phải chăm sóc cái nhà này của ổng cho kỹ vô, chăm sóc cái nhà thiệt là kỹ, bằng lời ăn tiếng nói, bằng hành động, bằng sự suy nghĩ. Mình giữ cho cái thân xác mình được trong sạch tinh khiết, từ trong sự suy nghĩ đến việc làm, từ đời sống tâm linh đến thân xác vật chất. Như vậy mình mới có cơ hội làm cho thân xác mình trở thành trong sạch tinh khiết, trở thành chánh điện của ông Phật của mình. Cho nên thầy mới nói một câu: thân thành chánh điện hiển linh Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề. Nếu cái thân huynh đệ không trở thành chánh điện thì dứt khoát ông Phật mình không có chỗ cư ngự tốt lành. Huynh đệ tu theo Phật, huynh đệ thiếu lòng từ bi là dứt khoát huynh đệ không thể nào học Phật và tiến hóa được. Trung đạo nói thẳng với huynh đệ như vậy luôn đó. Suy nghĩ lại đi, tại sao mình tu hoài mà cái mặt mình không đẹp, cái tánh mình không tốt? Bởi vì mình chỉ nghĩ tới mình thôi. Còn huynh đệ chung quanh thì sao? Còn bà con bá tánh thì sao? Phật là đại từ đại bi, là rộng lượng, là khoan dung, là kính trọng, là khiêm nhường, là từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng tha thứ. Nếu huynh đệ không có những đức tính này, dứt khoát huynh đệ không học Phật tiến hóa được, đúng không? Huynh đệ chấp nhận theo Phật mà mới vô đây ngồi tu an lạc một ngày nè,
Một ngày hôm nay tu làm sao cho nó có giá trị, mang cái tâm từ bi ngồi trong này, mang cái tâm rộng lượng khoan dung ngồi trong này, thì vấn đề mới có cơ hội tiếp nhận được sự dạy dỗ trong âm thầm, nó gọi là tri kiến Phật, tiếp nhận được ân điển của chư Phật ban cho, trong lúc chúng ta tận dụng cái ngày thiêng liêng này để luyện đạo cho bản thân mình. Cho nên phải biết thương yêu bá tánh chúng sanh. Nếu vấn đề không biểu lộ tình yêu thương này được thì dứt khoát vấn đề không thể nào tiến hóa được trong việc học Phật. Đó là điều chúng ta phải làm, chứ không phải tới tụng kinh ngồi mỏ xong đi về, không phải đâu. Quý đệ biết cái mỏ rồi chứ phải không? Có tụng kinh không? Hay là tôi có ngày rồi về nghỉ một tháng? Hả? Có tụng kinh phải không? Tiếng mỏ rất là hay, tiếng chuông rất là hay. Cái mỏ, cái chuông là một phương tiện để giúp chúng ta bớt tạo tác nghiệp không tốt lành. Ngày xưa chưa biết tụng kinh niệm Phật ăn chay, cái miệng mình muốn nói gì nói, muốn ăn gì ăn, muốn nghĩ gì nghĩ, muốn làm gì làm, bởi mình chưa biết Phật Pháp. Bây giờ biết Phật Pháp rồi, ngồi xuống dùng cái mỏ, cái chuông. Thứ nhất, gõ mỏ để đừng làm bậy, bớt làm bậy. Thứ hai, mắt nhìn kinh để bớt nhìn bậy. Thứ ba, lỗ tai nghe tiếng tụng niệm, tiếng mỏ, tiếng chuông để đừng nghe bậy. Cái mũi mình ngửi hương thơm ngạt ngào, đừng ngửi bậy. Cái miệng tụng kinh để đừng nói bậy. Cái thân ngồi yên một chỗ đừng làm bậy. Cái đầu mình suy nghĩ Phật Pháp đừng nghĩ bậy. Phương tiện nha, dùng này và phương tiện nha, chứ không phải cứu cánh giải thoát à. Tiếng mỏ tiếng dung chỉ là phương tiện, nhưng cái phương tiện này sẽ giúp cho lục căn mình thanh tịnh. Cho nên chuông mỏ là phương tiện giúp anh em huynh đệ của mình tiến hóa trong việc tu học, là giúp cho mình lục căn tạm thanh tịnh trong lúc tụng kinh niệm Phật, giúp cho tam nghiệp bớt tạo tác trong lúc mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật. Rõ không? Còn nếu mình tụng 10 năm, 20 năm mà tánh tình vẫn như thế, cái tư tưởng vẫn như cũ, vẫn ăn nói trên, ăn nói tầm bậy tầm bạ, vẫn muốn hơn thua, vẫn thôi mọi người không ra cái ôn gì trừ mình ra. Nếu mình có những tư tưởng đó mà trong sau 10 năm, 20 năm tụng kinh, thì thiệt sự là uổng phí công phu thời gian mình đã ngồi xuống tu tập. Nó không có giá trị tu học gì hết. Đúng không? Mình tụng mà mình không chịu thay đổi, mình tụng mà trí tuệ mình không phát triển, mình tụng mà vẫn tạo tác khẩu nghiệp, thân nghiệp là sao? Bởi vì mình không biết con đường đi, không nương vào phương tiện gõ mỏ tụng kinh để giúp cho mình bớt tạo tác nghiệp. Cho nên mình vẫn còn bị chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, đủ thứ chuyện xảy ra, mình đổ thừa là đổ nghiệp. Chuyện xui xảy ra hoài, mình đổ thừa là đổ nghiệp đó. Mà người tu tốt làm gì có nghiệp để đổ? Đúng không? Mình tu thử thừa thiệt miên mà coi, thì bao nhiêu nghiệp chướng mình tu từ từ nó dần 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 nó biến mất. Thân khỏe tâm an, mà thân khỏe tâm rất là an lành, hả? Tâm an lành rồi thân không bệnh tật. Bởi vì tướng tự tâm sanh. Nếu tâm huynh đệ không được an lành, dứt khoát cái mặt mình không đẹp. Hả? Cái tâm hận thù thì cái mặt chầm dầm một đống. Cái tâm ghen tuông thì hai cái nanh nó mọc dài ra. Tâm yêu thương hai cái nanh rút vô trở lại. Không tin mới nào huynh đệ nổi điên đi, soi gương cái mặt mình thôi, hai cái nanh nó dài thòn đây à. Nhưng mà khi mình cười nó rút vô, bởi cái nanh này nó nằm sẵn trong này. Nhưng mà chúng ta không thấy đâu, bởi vì mình nhìn pháp thế gian nhiều quá, mình không nhìn thấy cái răng nanh á, nó núp sẵn trong cái lòng của mình. Hiểu ý thầy chia sẻ không? Có hiểu ý thầy không? Cho nên chúng ta cố gắng làm sao dùng gõ chuông mỏ để làm phương tiện giúp cho mình bớt tạo tác nghiệp, ngồi xuống công phu cho nó đáng một thời công phu. Khi ngồi xuống công phu là chỉ biết làm hết lòng, làm hết tâm, chuyện còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính, mình không cần phải lo. Nhớ chưa? Thân mình khỏe, tâm mình sẽ an. À, mình tu miên mật mà hạnh phúc để được tu, mình sẽ được an lạc hạnh phúc. Sau thời công phu thấy rất là vui, nhẹ nhàng, thơ thới. Còn có nghĩa là mình được an lạc hạnh phúc sau công phu. Còn có nghĩa là mình công phu đúng mức, tâm mới an, thân mới khỏe. Bây giờ biết mình phải làm gì cho cái thân mình chưa? Bây giờ biết mình phải làm gì để mình giúp đỡ ông Phật có cho ở đàng hoàng chưa? Bây giờ biết chuông mỏ là phương tiện duy nhất để giúp cho tam nghiệp và lục căn thanh tịnh chưa? Cho nên phải nương vào phương tiện thôi. Còn cái thằng này mới là chính. Cái thằng này phải biết sửa đổi, rời bỏ thói hư tật xấu, biết nói những lời an lành, biết nghĩ những điều an lành, biết làm những điều an lành cho bá tánh chúng sanh, để mình biểu lộ cái tánh từ bi, đại từ đại bi của mình cho bá tánh chúng sanh. Biểu lộ đại từ đại bi còn nghĩa là quý vị đang biểu lộ Phật tánh của chính mình cho bá tánh đó. Cho nên tu hành
hành là biểu lộ những đức tính của chư Phật. Nếu mình không biểu lộ những đức tính này, dứt khoát mình không biểu lộ được Phật tánh đang ngự trị trong bản thể này. Cho nên chúng ta có bổn phận biểu lộ qua hành động, bằng sự giúp đỡ, tương trợ, thương yêu bá tánh chúng sanh. Mà huynh đệ thử làm một việc cho bá tánh chúng sanh đi, hoàn tất rồi huynh đệ rất là vui vẻ, hạnh phúc, hạnh phúc lắm luôn đó, mà huynh đệ không thể nào đánh đổi được. Bởi vì làm, mình làm bằng cái tâm an lành hạnh phúc cho bá tánh chúng sanh. Khi họ được rồi mình thấy vui vẻ, cái vui này chính là cái vui của tâm linh, mới gọi là tịnh độ. An lành cực, cực tịnh gọi là tịnh độ. Huynh đệ niệm Phật mà phải không? Có niệm Phật có tụng đúng không? Thì huynh đệ biết tịnh độ là đâu rồi mà, phải không? Đừng có chỉ ở đâu nha. Tịnh độ là ở đâu? Đó, bây giờ khó nè. Phật tại tâm mà. Phật A-di-đà là ai? Đó mới ghê nữa nè, hỏi trả lời coi. Phật A-di-đà là ai? Giơ tay lên trả lời. Phật A-di-đà là ai? Trung đạo đi sâu một chút xíu để tu á. Trung đạo chuyên giảng về tu hành nha, Trung đạo không có nói chuyện mà giải trí tâm linh à. Phật A-di-đà là ai? Trong sách viết rõ ràng như vậy mà chúng ta không chịu đi sâu vào, cho nên chúng ta không thấy được Phật A-di-đà là ai. Và khi niệm A-di-đà Phật, mình niệm cho ai mới là quan trọng cái niệm này nè. Đại đa số chúng ta khi niệm Phật là cái đầu mình á, đi ra ngoài không gian ở chỗ nào để kiếm một cái gì đó, chứ không niệm cho chính mình. Trung đạo hỏi xong rồi sẽ dẫn huynh đệ về cái sự an lành mà chúng ta sẵn có, nhưng chúng ta không biết sử dụng mà thôi. Phật A-di-đà là ai? Nói đi. Khi huynh đệ niệm A-di-đà Phật là niệm cho ai? Hả? Người nào biết giơ tay lên nói. Nguyên văn, thầy đọc nguyên văn luôn nha. Thầy làm tam thời niệm nhiều. Phật A-di-đà chính là ta, ta chính là Phật A-di-đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Thầy lặp lại. Phật A-di-đà chính là ta, ta chính là Phật A-di-đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Khi huynh đệ sống an lành hạnh phúc, tuyệt đối trong từng giây từng phút, từng hơi thở ra vào ngày nào như ngày đó, thì nó gọi là cực lạc. Ở tại thế gian chứ không có đi đâu xa hết. Khi huynh đệ chứng ngộ rồi thì cực lạc ở tại thế gian, đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mình niệm A Di Đà Phật, mình niệm cho ai? Trả lời. Huynh đệ có nghe chữ tự tánh Di Đà không? Có nghe không? Có nghe không? Có thì nói có, không thì con nói không. Tự tánh Di Đà, tự tánh Di Đà chính là ta. Tự tánh của mình không đặt tên được, đặt tên là A-di-đà. Cho nên chúng ta niệm Nam-mô A-di-đà Phật là đánh thức tự tánh của mình vậy. Cho nên Phật A-di-đà chính là ta, ta chính là Phật A-di-đà. Rõ ràng như vậy. Rõ ràng như vậy. Mình ý thức được điều này cho nên mình tụng kinh niệm Phật, mình mới đi tới nơi tới chốn được. Mình mới hiểu được cõi ta bà là cõi tịnh độ. Mình hiểu được tịnh độ chính là ở tại cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu mình sống mà không tịnh độ hiện tiền, đừng có hòng đi đâu, vẫn còn trôi lăn trong vòng sinh tử lẫn quẩn tới lui, không bao giờ mất, không bao giờ thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Nhưng huynh đệ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà phóng tâm ra ngoài là huynh đệ đã niệm lộn chỗ rồi. Bởi niệm tự tánh Di Đà phải niệm ngay trong này nè, ngồi xuống niệm thẳng trong người mình luôn. Mình biết Phật tại tâm. Khi mình niệm Phật mình phóng tâm ra ngoài, kiếm ai ngoài kia? Hỏi lại coi mình là từng kiếm ai ngoài kia. Hỡi ai ngoài kia trong đêm tối, hãy mau thức tỉnh dậy đi thôi. Quay về bờ giác xa tâm tối, ta bà chuyển kiếp thôi luân hồi. Nếu mình để niệm Phật ngay trong lòng của mình luôn, là mình niệm mình đánh thức tự tánh của mình dậy đó. Mà tự tánh này đã dậy rồi thì mình rất là an lành hạnh phúc cực đỉnh. Nó gọi là cực lạc ở tại thế gian. Tìm đâu ở tận chốn non ngàn, ngay trong đời sống sao không thấy? Thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian mà, có phải vậy không? Thiên đàng ở đâu? Đừng tưởng trên trời nha. Cực lạc ở đâu? Không có trên trời đâu.
Tây phương chỗ nào cũng không có trên kia đâu. Tịnh độ là đây, cực lạc là đây. Cho nên chúng ta niệm Phật phải biết tôn chỉ của niệm Phật. Niệm Phật cho chính mình và đánh thức tự tánh của mình dậy, gọi là tự tánh này tên là A-di-đà. Cô tên gì cô? Nói tên tục đi, đừng có nói pháp danh. Dạ Hạnh hả Hạnh? Nam Mô Di Đà Hạnh. Hạnh ngồi sau lưng cô nói kìa, hai người tên Hạnh kìa. Nam Mô Di Đà Hạnh, cô tên gì? Tên Thọ hả? Nam Mô Di Đà Thọ. Nam Mô Di Đà Đạo. Nam Mô Di Đà Chơn. Nói chung A-di-đà chính là ta. Cho nên chúng ta khi niệm Nam Mô Di Đà Phật phải biết rằng mình đang niệm cho tự tánh của mình thức dậy. Khi tự tánh thức dậy rồi còn nghĩa là ông Phật mình đã sống dậy trong cơ thể của mình rồi đó. Ông Phật này sẽ giúp mình tiến hóa hàng ngày trong việc tu học. Rõ chưa? Quý đệ có nghe chữ pháp thân chưa? Chưa luôn đó hả? Ủa tu mà không biết pháp thân là gì luôn đó hả? Tu mù, tu mò. Tu là khoa học, mình theo Phật với khoa học. Ông Phật trong người của mình á, khi mình tu với ổng rồi, ổng có cho ở đàng hoàng rồi, một ngày nào đó ổng sẽ đứng trước mặt mình, ổng rất là đẹp. Cái mặt mẹt mình đây phải không? Ổng đẹp hơn mình cả trăm lần lận. Mình mặc bộ đồ gì không cần biết, khi mà ổng xuất hiện đứng trước mặt mình, nhìn cái mặt rõ ràng là mình, mà mặt rất là đẹp, mặc bộ đồ rất là đẹp, không phải cái đồ mình đang mặc. Mà mấy lần như vậy mình chấp nhận đây là ông Phật của mình, từ đó cho đi mình sẽ không còn thấy ổng xuất hiện, mà mình biết rằng ổng đang sống trong này. Đó chính gọi là pháp thân. Cái pháp thân đó chính là một phương tiện duy nhất để dẫn huynh đệ trở về với Như Lai Phật Tổ. Cho nên người niệm Phật phải biết rằng là mình đang niệm để đánh thức tự tánh của mình vậy, và cũng đang cố gắng nhìn lại bản chất thiên linh của mình, gọi là pháp thân. Rõ chưa? Người tu mà mình tu phải rốt ráo miên mật. Cho dù mình là một ngày an lạc, trong một ngày hôm nay mình tuyệt đối mình tận dụng cái ngày thiêng liêng này để tự mình giáo dục. Tu theo Phật là tự giáo dục, tiếng Anh nó gọi là self-discipline, tức là mình tự giáo huấn mình. Người tu tốt là luôn luôn giáo huấn nhắc nhở mình. Người tu tốt luôn luôn giúp đỡ mình, bản thân mình phải lìa xa những thói hư tật xấu. Chúng ta tu niệm Phật, tụng kinh mà không rời bỏ thói hư tật xấu thì cái mỏ mình nó trở thành vô dụng, cái chuông trở thành vô dụng. Cái mỏ cái chuông nó không còn tác động để giúp cho tam nghiệp bớt tạo tác, lục căn thanh tịnh. Khi mà chuông mỏ không dùng được nó rồi thì dứt khoát chúng ta trở thành khúc gỗ, không tiếp nhận được gì hết. Cho nên mình gõ là cốc 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 rồi bon á, huynh đệ gõ mỏ rồi biết rồi phải không? Ngọc 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 ngọc, rồi gõ cái chuông ngù, ngọc 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 ngù. Năm này sang năm nọ vẫn ngốc và ngu, không chịu thay đổi thì tụng làm cái gì? Tiếng mỏ vẫn là ngốc, tiếng chuông vẫn là ngu. Huynh đệ thấy chưa? Lãng phí công phu 20 năm, 30 năm thì tánh tình vẫn như cũ, không thay đổi. Tánh xấu vẫn đầy rẫy, tự cao tự đại khắp trời, thì làm sao mà gần gũi chư Phật được? Rõ không? Hãy ngồi xuống tụng kinh, phải tụng làm sao cho nên thân đó. Làm hết lòng đi, chuyện còn lại phải biết nhân quả và chư Phật sẽ lo, mình không cần phải tính toán trong đó. Cho nên khi huynh đệ khác nói một câu khó nghe, Nam Mô Di Đà Phật, thôi kệ cha cho rồi, đừng nghĩ tới. Cho nên thầy có cái câu chú dành cho đệ tử của thầy thôi nha, thầy không cho Phật tử đó. Chuyện gì xảy đến, Nam Mô Di Đà Phật, thôi kệ cha nó cho rồi. Để đừng có sanh phiền não. Mình không ưa là sanh phiền não. Con mắt mình thấy chuyện không tốt, mình sanh phiền não. Nghe người ta nói bậy câu sanh phiền não, cái miệng mình nó ngứa nó nói trở lại là tạo tác nghiệp. Rõ chưa? Cho nên người tu niệm Phật là không có mở miệng nói lại người ta nói câu kệ người ta đi. Chuyện của chư Phật và luật nhân quả mất chứng, mình phải xía vào. Phải hiểu luật như vậy cho nên không tạo tác. Rõ không? Người tu thì bớt tạo tác nghiệp mới là người tu chứ. Người tu phải giúp cho tam nghiệp thanh tịnh trước cái đã. Cho ý nghiệp của mình phải yên lặng. Ý nghiệp mà cực tịnh rồi thì khẩu thân sẽ cực tịnh. Lúc đó mình sống trong ở đâu? Tịnh độ đó. Nó dễ còn hơn cái gì nữa. Niệm Phật hoài mà vẫn nhảy cái tửng là sao? Vẫn còn giận hơn. Câu không dĩ là giận rồi à. Mà mình giận thì người ta chưa bị, mình đã bị cái đầu mình hư rồi đó. Mình nói xấu người ta chưa xấu mình, cái miệng mình đã thúi. Phải không? Mình nghĩ xấu cho người ta trong khi người ta chưa bị xấu, cái đầu mình đã thúi. Mình để hiểu cái thầy không? Trên người niệm Phật mà vẫn còn những điều xấu trong này, cái miệng vẫn còn xấu, đừng có hòng nói chuyện niệm Phật, không bao giờ có kết quả như ý đâu. Thầy nương vào cái ngày an lạc huynh đệ, thầy chia sẻ với huynh đệ tu như thế nào được an lạc hạnh phúc á.
huynh đệ tiếp nhận cũng được, không tiếp nhận cũng được. Nhưng nếu mà không tiếp nhận huynh đệ là mất quyền lợi tâm linh của mình đó. Cái thân này vẫn là phàm phu tục tử, chứ không bao giờ trở thành chánh điện của chư Phật đang ở trong huynh đệ đâu. Ông Phật ở đâu? Vẫn trả lời một câu hay lắm, ở trong tâm. Nhưng mà không bao giờ giúp cho cái tâm này sáng suốt để ông Phật được sống với mình. Nhưng ông Phật vẫn lang thang đầu đường xó chợ đi kiếm tầm bậy tầm bạ. Ông Phật ở đâu? Mắc cỡ không dám nói thấy không? Mắc cỡ luôn á. Biết ông ở đâu rồi thì sống làm sao cho đàng hoàng, để ông được có chỗ ăn cho ở đàng hoàng. Thầy mới viết một câu là thân thành chánh điện hiển linh Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề. Nếu cái thân này không thành chánh điện trong sạch tinh khiết, dứt khoát tâm mình không sinh Bồ Đề, dứt khoát không bao giờ gặp được Như Lai đâu. Còn nghĩa là ông Phật mình không có hội ngồi dậy để cùng sống với mình, để cùng trở về với cha mẹ Như Lai của mình. Trung Đạo lặp lại, hồi nãy Trung Đạo có hỏi cô một câu, cô Hạnh đó là phụng sự bá tánh là báo hiếu chư Phật. Quân đệ có nghe đây, ai nghe giơ tay lên. Có nhiều chùa để lắm mà. Giơ tay lên. Rồi. Ok, Phật ở đâu? Bá tánh là ai? Bá tánh là ai? Không dám trả lời. Tức là mắc cỡ. Mình biết chân lý Phật ở trong tâm. Mỗi người đều có một cái thân, mỗi thân đều có một cái tâm. Cái tâm là tâm của Phật. Huynh đệ giúp đỡ huynh đệ bá tánh chúng sanh là báo hiếu chư Phật. Đâu phải báo hiếu cho những cục đá này đâu. Huynh đệ nghĩ huynh đệ làm cho huynh đệ mình là báo hiếu cục đá. Cục đá đâu có cần huynh đệ báo hiếu. Chư Phật đang ngồi trước mặt đó. Mình phụng sự bá tánh chúng sanh anh em của mình á, là mình giúp đỡ anh em của mình á, nhìn lại Phật tánh của chính mình, là mình báo hiếu chư Phật đang ngồi trước mặt nè. Huynh đệ đâu có hiểu câu đó đâu. Đệ nghĩ là làm cho bá tánh làm này làm nọ kia là báo hiếu mấy ông Phật. Mấy ông Phật đã thành đâu có cần mình làm vậy đâu. Mấy ông Phật chỉ cần chúng ta nhìn lại bản chất thiêng liêng của mình là Phật, rồi sống trong cái bản chất thiêng liêng đó, biểu lộ cho bá tánh chúng sanh cái bản chất thiêng liêng này bằng lòng đại từ đại bi. Nếu đệ làm được như vậy, huynh đệ sẽ sống trong an lạc hạnh phúc tuyệt vời nhất mà thế gian gọi là cực lạc ở tại thế gian này đó. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Huynh đệ muốn hiểu rõ Trung Đạo hơn, huynh đệ vô cái Sen Hồng video đi coi rất là nhiều dĩa. Nếu huynh đệ nào có lòng tu, có tâm tu, có ý tu thì nên vào Sen Hồng video coi đĩa đi. Đừng có coi một lần, thấy coi á, tập trung lại coi. Bởi Trung Đạo là người giảng chuyên về cho người ta tu, giảng tỉ mỉ về cách tu. Chứ Trung Đạo không có giảng gọi là giải trí tâm linh. Trung Đạo không có mất thời gian trong giải trí tâm linh, nói vớ vẩn, không có. Huynh đệ chịu tiến hóa, chịu học đạo để làm lợi lạc cho dân tộc, cho bá tánh Việt Nam, thì huynh đạo sẽ nên coi và nên tập cho bản thân mình làm những điều tốt lành cho dân tộc mình đi. Thương yêu người ta đâu có mất mát gì. Nói một lời tốt đâu có mất mát gì. Những điều lành đâu có mất mát gì. Nói một câu tốt đâu có mất mát gì. Rõ không? Mà người Phật tử là những cái đó là cần thiết nhất. Nó chính là phương tiện cho mình tiến hóa. Theo luật nhân quả bất di bất dịch của vũ trụ, mà Phật giáo mình, Phật Pháp là nương vào luật nhân quả để sống. Nếu quý vị hiểu luật nhân quả, mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình nghĩ gì, đều trở về với chính chủ nhân của nó. Mình là chủ nhân tạo tác của ý xấu, lời nói xấu, thân làm xấu. Phải biết như vậy, cho nên mình phóng những điều xấu ác ra thì nó quay trở về lại chính mình. Cho nên mình là người phải chịu trách nhiệm. Đã biết luật rồi thì cần gì phải nói xấu, cần gì phải nghĩ xấu, cần gì phải làm xấu. Cứ nói tốt, làm tốt, nghĩ tốt đi thì quả báo trở về là gì? Không có gì gọi là sai biệt. Hả? Mình làm là có trở lại, mình nói là có trở lại, mình nghĩ là có trở lại, gọi là quả báo nhãn tiền. Luật nhân quả không bao giờ sai chạy, không bao giờ bỏ qua cho bất cứ một ai. Cho nên huynh đệ muốn được an lành hạnh phúc tuyệt đối, huynh đệ phải nghĩ đến luật nhân quả và sống làm sao để không bị nghịch cảnh chướng duyên quay trở lại với mình, mới thực sự là an lành hạnh phúc. Quý đệ có vui khi chuyện xấu xảy ra cho mình không? Hả? Chuyện vui xảy đến thì cười ha hả đúng không? Chuyện xấu xảy ra là khóc hu hu. Mình là chủ nhân của khóc hu hu, cười ha hả đó. Có gì lạ đâu. Phải không? Đúng không? Mắc chứng gì vậy đành đạch khi nó xấu nó tới mình ngồi rên rỉ. Trong khi cái tốt tới cười ha hả tối ngày. Còn chuyện làm xấu mình bỏ qua. Quý đệ nhìn lại coi cả cái thế gian này ai chết cầm theo được cái điều gì, giơ tay lên. Bất cứ một người nào chết, sách theo qua bên kia cõi giới kia,
được cái gì giơ tay lên. Có cầm gì theo được không? Ngoài cái nghiệp xấu và tốt thôi. Cầm theo cái thức nghiệp tốt và xấu để mai kia trở lại thế gian tiếp tục trả nợ, đòi nợ, rồi tạo nợ. Trung đạo mới viết cái câu là vay nghiệp, trả nghiệp, rồi tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, luân hồi sinh tử luật không sai nha. Huynh đệ thấy chưa? Chúng ta đi vào thế gian để cầm theo cái nghiệp đã tạo trác trong quá khứ, bây giờ sống nó, lớn lên vay nghiệp, trả nghiệp, rồi lại tạo tác nghiệp. Thấy chưa? Mỗi một ngày mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp, nhưng chúng ta không ý thức tạo nghiệp, bởi mình sống theo thói hư tật xấu, nó thành một sự huân tập, nên ta không biết là đang tạo tác những điều không tốt lành cho cuộc đời tu học của mình. Mình đang làm cho cái chánh điện này bị ô uế, nhiễm nhơ, không trong sạch. Thì ông Phật trong lòng mình rất là đau khổ khi thấy mình hành hạ bạc đãi cái thân xác này. Bây giờ huynh đệ hiểu ý của Trung đạo muốn chia sẻ huynh đệ điều gì chưa? Muốn được an lạc hạnh phúc, huynh đệ sống làm sao mà tạo những cái phước báo cho chính mình để cuộc đời của mình được vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Nó gọi là an lạc hạnh phúc đó. Còn mà nghịch cảnh chướng nhiên về hoài, khóc lóc hoài, đau khổ hoài, phiền não hoài, bệnh tật hoài, huynh đệ vui không? Không bao giờ vui được. Thân không khỏe thì tâm bất ổn, thân khỏe thì tâm an. Cho nên hả, cái tâm mình an lành, cái mặt mình hạnh phúc. Cái tâm mình đau khổ, cái mặt mình trầm dầm. Cái thân mình bệnh tật, cái mặt thì nhăn nhó. Cho nên tướng tự tâm sanh là vậy đó. Rõ không? Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ lắng nghe. Không biết có nhớ gì không thì không biết, nhưng mà lắng nghe cũng được. Kể nó nghe được chút nào hay chút đó, để đời nó bớt khổ. Thầy, cái giảng của Trung Đạo là chia sẻ Phật Pháp. Khi thầy nói xong, phần còn lại là huynh đệ sẽ hỏi. Chúng ta hỏi để đàm đạo với nhau, mở tấm lòng ra. Mình hỏi một câu có thể lợi lạc cho người bên cạnh đó, cho nên đừng có ngại để hỏi. Trung Đạo lặp lại, cho dù tụng hay niệm cũng là một. Tụng niệm làm sao sau cái thời công phu mình an lành hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ hoan hỷ là biết mình công phu có kết quả. Còn mình công phu tụng kinh xong, niệm Phật xong mà thấy không được an lành hạnh phúc, phải biết rằng là hôm nay thời công phu mình không có kết quả như mong muốn, thì thực sự chưa có hòa nhập được. Làm cho thân mình, ý mình, khẩu mình trong sạch tinh khiết, còn nghĩa là giúp cho cái thân mạng mình trong sạch tinh khiết, để ông Phật trong lòng mình có chỗ cư ngụ trong sạch tinh khiết. Niệm Phật đánh thức tự tánh Di Đà của mình dậy, sống trong sự an lành hạnh phúc tuyệt đối, chính là tịnh độ ở tại thế gian. Đừng có phóng tâm ra ngoài nữa. Này anh em, khi anh em phóng tâm ra ngoài kiếm một minh sư, thì mình đã rời xa minh sư sẵn có. Minh sư của chúng ta thế gian gọi là gì? Là Phật tánh. Rõ không? Khi phóng tâm kiếm ông Phật, niệm Phật, phóng tâm ra ngoài kiếm ông Phật, thì ông Phật trong này bỏ đi đâu? Phật tại tâm mà, tại sao phóng tâm ra ngoài niệm Phật ở ngoài là gì? Bây giờ thấy huynh đệ có lỗi chưa? Thấy sai lầm chưa? Hồi nào giờ nhắm mắt đứng trước cục đá nè, nghiêm chỉnh lắm, rặn rặn để mà cho được cái lời cầu xin, xin đủ thứ chuyện, nhưng mà làm thì không làm. Đứng trước cục đá xin hết chuyện này tới chuyện nọ, mong cục đá ban phước giáng quả, nhưng quên rằng ông Phật trong này chính là cái người ghi những cái quả, cái phước ở trong này nè. Ông này chính là người ghi tất cả những gì mình làm xấu, nói xấu, nghĩ xấu. Ông ghi tất cả những gì mình làm phước, nói phước, tạo phước. Ông này chính là nhân quả nè, ông này chính là quả phước nè. Còn ông kia chỉ là để chiêm ngưỡng thôi. Nhưng mà cứ đứng đó xin cho đã, xin ban phước giáng quả là sao? Hỏi là coi mình làm trúng hay sai. Mà làm hết năm này sang năm nọ, mà đứng trước cục đá thì mặt rất là cung kính, rất là hiền hòa. Quay lại ông Phật sống bên cạnh chửi như con chó, chà đạp nhân phẩm người ta. Hỏi lại coi mình trúng hay trật? Trúng hay trật? Quá ư là trật, nhưng mà vẫn tiếp tục làm. Hả, còn tiếp tục làm không hiểu biết, gọi là vô minh. Vô minh quá thì vô thường nó lụm bất cứ lúc nào. A Di Đà Phật. Hiểu không vậy? Trung đạo mong rằng huynh đệ tiếp nhận, tu phải khoa học chứ không được mê muội nữa. Đã mê nhiều quá rồi,
hắn nghe chỗ nào mà có linh đồng nó bóng là chạy coi cho được, nghe chỗ kia linh chạy coi cho được, mà cái ông linh trong người mình là không bao giờ chăm sóc. Lỗi lầm của tất cả chúng ta đó, không bao giờ chăm sóc cái sự linh hiển trong này. Chạy ra ngoài kiếm, ngoài đường kiếm cái gì đó, hả, niệm Phật là phóng cái tâm đi thiệt là tận Tây Phương Cực Lạc. Kiếm cái ông mà không biết mặt biết mũi thiệt hay giả, chỉ tưởng tượng cái mặt như cái tượng này thôi nè, cũng kiếm cho được trật lất. Ông đâu có cái mặt này đâu, ông Như Lai đâu có cái mặt này đâu. Như Lai là không hình tướng, Như Lai chính là lòng đại từ đại bi của vũ trụ, Như Lai chính là vạn vật bá tánh chúng sanh, Như Lai là sự sống thiêng liêng trong từng hình thể sống trong cái vũ trụ này, đó chính là Như Lai. Muốn để phóng tâm đi kiếm ai hả? Kiếm cái sự không thật, kiếm cái trừu tượng không hiện hữu thực thể, nhưng tiếp tục vẫn phóng tâm đi kiếm, bỏ rơi ông Phật trong nhà của mình. Mỗi lần một huynh đệ chạy ra ngoài kiếm ông trong này rất là đau khổ. Ông nói coi kìa, nó nhìn ở đâu á, nó kiếm ở đâu á, còn tao ngồi chùm hổm đây cả đời không bao giờ ngó tới. Có phải vậy không? Thật thà một chút đi, phải vậy không? Quá phải luôn. Cái gì là Phật? Hôm nay mà không thức tỉnh nữa, trung đạo sẽ không quay trở lại chỗ này nữa, dứt khoát không cần lại, mất thời gian. Quý đệ muốn hiểu thêm về trung đạo nên coi cái gì á, tự tánh Di Đà đi. Trong tự tánh Di Đà, trước khi thầy giảng thầy nói một câu với cái chùa Giác Sanh đó, đạo tràng, thầy nói câu: nếu huynh đệ muốn nghe những lời thật thì nói, còn nếu không nghe, trung đạo đứng lên đi về liền tức thì để khỏi mất thời gian của hai bên. Muốn nghe thì thầy ở lại. Họ nói muốn thầy ở lại, thầy nói tự tánh Di Đà mà không hề đọc sách, không cần phải đọc sách tịnh độ, vẫn nói tự tánh Di Đà rất là rõ ràng. Biết ông Di Đà là ai rồi, đi kiếm ở đâu? Huynh đệ nói Phật tại tâm, nhưng mà tại sao mình không dám chấp nhận sự thật? Bởi vì mình xấu hổ. Bây giờ mình có dám nhận ổng là ở trong nhà mình đâu. Tại sao Phật Tổ nói câu ta là Phật đã thành, huynh đệ là Phật sẽ thành? Tại sao Ngài nói câu này vậy? Bây giờ huynh đệ hiểu câu này là gì chưa? Bởi vì mình còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy ông Phật sanh trong người nè. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần đau khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn tâm thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Có phải vậy không? Đúng không? Cũng không dám nhận mới mắc cỡ mà. Mắc cỡ làm sao dám nhận? Nào giờ nói Phật tại tâm, nói hay lắm, Phật tại tâm, Phật tại tâm. Nhưng hỏi lại coi, sống biểu lộ cái tâm Phật này cho ba tánh chúng sanh chưa? Chưa bao giờ làm. Làm thì ngại, tự mình mắc cỡ với chính mình. Cái mắc cỡ đó là còn cứu được, bởi vì còn biết mắc cỡ còn cứu được. Người tu theo thật mà không biết mắc cỡ, con nhà lương tâm đã chết. Mà lương tâm đã chết chính là Phật tánh mình đã chết. Bởi Phật tánh chính là lương tâm mà người thế gian hay dùng cái chữ đó đó. Rõ không? Mà lương tâm đã chết rồi thì cái mặt dày như vách tường này nè, không biết mắc cỡ xấu hổ với ba tánh chúng sanh. Rõ chưa? Thì con đường đi trở về với Phật đã không còn, không còn tồn tại với cái người không còn miếng mắc cỡ hổ thẹn. Còn mắc cỡ hổ thẹn còn nghĩa là Phật tánh còn ngự trị. Mà không còn hổ thẹn nữa rồi là mình chết sẽ làm súc sanh. Trung đạo rất là nghiêm túc để đánh thức huynh đệ vậy, rời khỏi cái mê mà mình đã từng từng đeo đuổi. Bây giờ biết thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ chưa? Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhuốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong trốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vầng trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy thiên đàng, địa ngục ở trần gian mà. Tịnh độ ta bà là đây, ta bà tịnh độ, tịnh độ là ta bà. Cho nên thiên đàng địa ngục ở tại nơi đây đó. Nếu huynh đệ sống trong niết bàn, trong hạnh phúc an lạc, là huynh đệ đang hưởng niết bàn ở tại cuộc sống. Để đau khổ bệnh tật phiền não là huynh đệ đang sống trong địa ngục đó. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Bây giờ hiểu ý thầy chia sẻ chưa?
chúng ta sống làm sao mà mình nhận được phước hoài, tức là mình hạnh phúc an lạc đó. Bởi vì mỗi lần nhận phước là mình vui đúng không? Mà nhìn luôn nhận quà sao không cười ha hả đi, bởi vì mình là ông già của nó mà. Mình đẻ ra nó quay trở lại nó báo mình, nó gọi là họa. Cho nên họa phước cũng do chính mình tạo tác, đừng có xua đuổi nó. Hả, nó đến nhận nó như một món quà, là con đẻ từ nơi mình mà ra. Bây giờ thay vì chúng ta nhận họa, thì tại sao chúng ta không nghĩ tốt, làm tốt, nói tốt, nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện? Đến chi? Để cuộc đời mình được phước thiện. Thì mình còn đau khổ không? Hả, không còn đau khổ được gọi là an lạc hạnh phúc đó. Dễ không? Hả? Quá dễ, làm đi. Hả, dễ, thấy dễ, làm được là mình sẽ được như mình nghĩ. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Thấy được cứ làm, những gì lợi lạc cho bá tánh mình cứ làm. Hả, nói được gì lợi lạc cho bá tánh cứ nói. Nghĩ gì lợi lạc cho bá tánh thân cứ nghĩ, thì chắc chắn quả báo sẽ trở về những điều tốt lành mà mình đã ban rải ra. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ hiểu mình phải làm cách nào để biểu lộ Phật tánh chưa? Biểu lộ cái tánh thương yêu, tương trợ, giúp đỡ, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, từ bi hỷ xả đối với tất cả những người xung quanh mình. Thì lúc đó mình đang biểu lộ Phật tánh của mình cho bá tánh chúng sanh. Làm việc cho bá tánh chúng sanh còn có nghĩa là mình đang biếu chư Phật hiện tiền đó. Đừng có nghĩ rằng bá hiếu mấy cục đá này, con đá không có nhận mình đâu. Đừng có cung kính trước mặt cục đá rồi quay lại chà đạp nhân phẩm của Phật sống bên cạnh mình. Cho dù người ta chưa nhận thấy Phật tánh người ta, nhưng phải biết rằng trong người ta có Phật tánh ngự trị. Đừng có chà đạp nhân phẩm của họ. Nhân phẩm của chúng ta chính là Phật tánh đó. Chúng ta đều có một cái giống nhau, không sai biệt, chính là Phật tánh. Cho nên mình không được phép chửi bới, chà đạp nhân phẩm của họ. Khi mình chửi bới, chà đạp nhân phẩm của anh em mình, mình đang chửi bới, chà đạp nhân phẩm của chính bản thân mình đó. Đây là lời của Phật Tổ nói. Rõ không? Bởi chúng ta đều là con Phật mà. Đúng vậy không? Mới gọi là Phật tử chứ, phải không? Người Phật tử thuận thành chân chính đúng nghĩa là Phật tử, là người con Phật. Một người Phật tử mà dữ dằn, kiêu ngạo, tự cao tự đại, chà đạp anh em xung quanh mình là người Phật đã chết, là Phật cũng tử. Người tử là ngẫm, cũng là Phật tử. Sống đúng là Phật tử, còn sống không đúng là Phật ngẫm. Tử là con, tử cũng là chết. Bây giờ ông làm Phật tử là chết hay là Phật tử là con? Quý đệ tử quyết định đi. Bây giờ quý đệ muốn sống trong niết bàn hay địa ngục? Muốn sống trong niết bàn hay địa ngục, giơ tay lên. Địa ngục hả? Chúc may mắn. Hả, sống tạo tác những điều không tốt lành, nói những điều không tốt lành mà thường xuyên tạo tác mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, biết rằng mình đang xây cho mình một cái địa ngục ở trần gian này, rồi mình sẽ sống trong cảnh địa ngục đó do chính mình tạo tác. Còn nếu để nướng lời an lành, tốt lành, hạnh phúc cho bá tánh chúng sanh, phải biết rằng mình đang cho mình một cơ hội sống trong niết bàn. Mà niết bàn ngay cõi ta bà này luôn, chứ đừng có đi đâu xa. Đi ra khỏi cảnh này đừng có hòng được chứng đắc. Nếu không vì chứng đắc, chứng đạo để lại mối đạo cho chúng ta, các ngài không vào thế gian này để mà chứng đạo đâu. Trường ta bà là một trường lớn nhất để các ngài được chứng đạo. Chúng ta cũng vậy. Nếu mình rỗi khỏi cảnh ta bà này đừng có hòng được chứng đạo. Mình để chỉ coi trên kia có nhà có cửa không? Hả? Cái gì cũng rớt xuống đất, cái bạch hết đó. Có ai chung trên trời chưa, giơ tay lên. Thầy có viết một câu là thầy 14 tuổi, mà thầy là người Công giáo. Thầy viết hồi 14 tuổi đó nha. Trong trường dòng thầy viết rõ ràng: chợt sinh ra với hai bàn tay trắng, khi lìa trần cũng trắng đôi tay. Trần gian ai dở ai hay, giàu nghèo chết cũng tán thay ngoài đồng. Hả? Chết chôn đâu? Cái lỗ xuống đất đó. Khi ra thế gian qua cửa người mẹ cũng ra cái lỗ. Khi đi ra thế gian qua cửa người mẹ rồi, có hai ngõ đi, một là niết bàn, hai là địa ngục, là do chính con người tạo tác. Nếu mình để chọn địa ngục, cứ sống theo cái tánh hư tật xấu, mưu mô xảo trá, lừa lọc ác độc, hơn thua tự cao tự đại, làm những điều xấu xa với ba tánh của mình, chắc chắn mình để đang tạo cái địa ngục cho chính bản thân mình. Còn đi chọn niết bàn thì mình để sống những điều an lành hạnh phúc nhất có thể đem đến cho ba tánh sanh, cứ sống đi thì luật quả báo sẽ đem trở về những gì mà huynh đệ đã tạo tác. Cho nên địa ngục hay niết bàn đều do huynh đệ quyết định, đúng không? Tự chọn đi. Phật
hay là đi lang thang gọi là ma. Ông này nè, ông hay lắm. Nếu mình sống với cái tâm chân như chư Phật, khi chết chạy tọt lên kia học chung với mấy vị, học xong quay trở lại thế gian tiếp tục tiến hóa nữa. Còn nếu mà sống với cái tâm phàm phu tục tử nha, thấp hèn của cõi dục giới này á, chết cái bẩm tiết của thế gian không chịu đi, đi vòng vòng gọi là ma. Trên các ông trong này cũng là ma cũng là Phật, quân đệ quyết định ma hay Phật? Quyết định đi. Thích làm ma thì mới mốt nhờ trung đạo tụng cầu siêu cho. Nhưng mà đi được hay không đi do cái phước nữa đó. Giờ muốn làm ma hay Phật, địa ngục hay niết bàn, nghiệp dày hay phước dày? Hả? Nghiệp dày hả? Chúc mừng. Cho nên huynh đệ sống phải tạo phước, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là tôn chỉ của người Phật tử. Mở mắt dậy là nghĩ thiện làm lành, nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, ngồi xuống tụng kinh niệm Phật là khẩu nghiệp. Ba cái này được thanh tịnh thì chắc chắn huynh đệ sẽ sống an lành hạnh phúc. Chỉ có tam nghiệp thôi là ý khẩu thân được an lành hạnh phúc tuyệt đối. Còn nghĩa là huynh đệ đã sống trong cực lạc ở tại thế gian. Rất là đơn giản. Hiểu luật rồi phải không? Đúng không? Luật nhân quả là gì rồi biết không? Hả? Chọi xấu có xấu, chọi tốt có tốt. Mắc chứng thì phải chọi xấu, chọi tốt đi. Nó đơn giản lắm. Hiểu rồi thì an lành hạnh phúc thôi, đâu có gì phải đắn đo suy nghĩ. Nói như lời tốt đâu cần phải suy nghĩ, nói lời tốt phải nói tốt thẳng luôn cho rồi đi. Mình tạo phước cho ai? Tạo phước cho ai? Cho chính bản thân mình, cho con cái của mình, cho dòng tộc của mình. Mình cứ tạo phước cho ba tánh chúng sanh đi, phước trở về với mình gọi là đại phước. Còn mình làm những điều xấu xa cho ba tánh thường, thường ngày mỗi ngày làm hoài mà coi mình tự cao rồi trong cái làm, nó gọi là đại họa. Bây giờ muốn đại họa đại phước? Đại họa chúc mừng. Ở phước hả? Xin lỗi, nói lộn. Cho nên chúng ta nghĩ thiện làm lành là ý, nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là khẩu nghiệp, thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Cho nên ba cái này mà tốt lành, tự nhiên tam nghiệp thanh tịnh. Mà tam nghiệp thanh tịnh thì lục căn sẽ kèm theo đó mà thanh tịnh. Mọi người sống trong thanh tịnh tuyệt đối, nó gọi là tịnh độ ở tại thế gian. Có cần đi kiếm đâu xa không? Hả? Có sẵn đây rồi, không chịu xài thôi. Ông Phật có sẵn, mình chỉ ngồi xuống tu luyện để đánh thức ông Phật của mình dậy. Ông Phật với mình sống chung với nhau, rồi ông Phật này sẽ giúp cho đỡ mình chuyển hóa về với cha mẹ Như Lai của mình. Đó là cái tôn chỉ mà các ngài mong mình sống để được trở về với cha mẹ của mình. Ai cũng có cơ hội trở về hết, nhưng làm cách nào để được trở về một cách hiên ngang, hạnh phúc, an lạc, được trở về với cha mẹ mới thực sự là người Phật tử thuận thành chân chính đó. Thấy chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Hồi nãy giờ nói mà trung đạo chưa thấy nói đủ nữa. Nói chừng nào huynh đệ cái mắt sáng lên, cái miệng cười rộng thì rộng đó mới được. Nãy huynh đệ ngồi mà ghìm ghìm thấy ớn lắm, thì nghe mấy ông kêu quen rồi, nghe trung đạo chói cái lỗ tai lắm. Trung đạo nói thẳng nói thật mà, người Phật tử phải nói thẳng nói thật, đừng có nịnh hót ai hết. Sống với khí khái. Nếu thầy nịnh huynh đệ, thầy nịnh Phật tử, thầy giết chết ông Phật của huynh đệ. Bởi thầy nịnh huynh đệ hoài thì cái tôi huynh đệ lên, ông Phật huynh đệ chết. Mà huynh đệ nịnh thầy hoài thì cái tôi thầy to, ông Phật thầy chết. Cho nên chúng ta không nên nịnh nhau, mà chỉ nên giúp đỡ tiến hóa thôi, chứ không nịnh hót lẫn nhau nha. Không được nịnh hót lẫn nhau, tân bốc lẫn nhau sẽ giết chết Phật tánh của chính mình đó. Để nói rộng hơn điều này, trung đạo hỏi huynh đệ một câu: Phật là ai? Chính xác, tôi là ai? Tôi là ai? Cũng ta luôn. Trong cái nhà này có hai người. Ý hiểu ông Phật là ông thường trú, còn tôi là cái thằng tạm trú. Ông chủ nhà này là cái thằng tâm, phải không? Cái thằng tâm này chọn pháp thế gian, thích ăn chơi, thích đủ trò xấu xa, phàm phu tục tử của cõi dục giới thế gian này, mê tất cả những điều đá gà, đá bóng, đá độ, đá gì, đá tùm lum chuyện, chơi xấu không thôi, cờ bạc tứ sắc, sập xám, nói chung là đủ loại thế gian, chọn con đường đó. Tức là mình chọn phục vụ cái tôi phàm phu tục tử của mình đó. Khi ông chủ nhà tâm này mê thế gian pháp quá, cho thằng tôi sống trong thế gian pháp,
Một ngày nào đó thằng tôi nó quá lớn rồi, ông Phật mình không có cơ hội thức dậy, ông Phật mình sẽ bị thằng tôi nó chà đạp cho chết. Nhưng nếu ông chủ nhà tâm chọn sống với cái tâm chân như của chư Phật, giúp đỡ ông Phật mình tiến hóa, sống những điều thiện lành, nói những điều thiện lành, ăn những điều lành trong sạch, làm những điều lành trong sạch, thì ông Phật mình có cơ hội lớn dần lớn dần. Một ngày nào đó cái tôi mình nó nhỏ xíu xìu xiu, thì ông Phật có cơ hội thức dậy trong nhà của mình, thì ông chủ nhà tâm với ông Phật á, sẽ tiến hóa với chư Phật. Thằng tôi mình dần dần nó sẽ không đủ sức để đập ông Phật của mình, nên cái nhà này trở thành chánh điện của Phật. Còn nếu để chấp nhận sống thế gian pháp, thằng tôi nó khổng lồ lên, nó chiếm căn nhà này rồi, nó đập ông Phật của mình chết, thì mình sống trong địa ngục đó, mình sẽ bị gọi là quả báo luân hồi. Rõ chưa? Bây giờ biết tôi là ai chưa? Tôi là ai? Phật là ai? Cho nên thầy có viết cái bài gọi là Phật và tôi. Tôi á, càng lớn ông Phật tôi càng bé. Tôi mà khổng lồ ông Phật sẽ biến luôn. Tôi là tội lỗi gốc nguồn, đúng không? Vì tôi mê muội nên luôn hận thù, tôi tham lam quá quên tu, trí tôi si dại nên mù tâm linh, dị đoan mê tín cầu sinh, đồng này cốt nọ thần linh hộ trì. Thấy chưa? Tôi đó, cái tôi nó giết chết tất cả những phước báu mình đã tạo tác, nó giết chết luôn ông Phật đang ngự trên bản thể của mình, nó chiếm căn nhà này, nó lấy luôn sổ đỏ, nó đuổi ông ra ngoài đường, ông trở thành homeless, tức là đi lang thang ngoài đường, gọi là ma đó. Lấy sổ đỏ tức là nó chết rồi, cái nhà này chết rồi, bị thằng tôi nó quậy riết bệnh tật chết, cho ông Phật mới đi lang thang. Bây giờ Phật là ai chưa? Bây giờ huynh đệ muốn ông Phật ra khỏi nhà mình không? Sống sao cho đàng hoàng, ông Phật ở với mình chứ. Ông là thường trú cho nên ông có sổ đỏ, ông có hộ khẩu đàng hoàng. Còn thằng kia là thằng tạm trú thôi. Nhưng mà nếu mình thương thằng tạm trú quá, nếu thành thường trú là ông Phật mình trở thành tạm trú đó. Ngày nào cái nhà này mất ra, nó lấy cái nhà này rồi ha, mình đi lang thang gọi là ma đó. Bây giờ biết ai là tôi, ai là Phật chưa? Chọn tôi là chọn địa ngục, chọn Phật là chọn niết bàn. Chọn tôi á là chọn quả, chọn Phật là chọn phước. Huynh đệ tự chọn đi, phước hay quả, niết bàn hay địa ngục, Phật hay tôi. Rõ ràng rồi phải không? Chúc may mắn nha. A Di Đà Phật. Bây giờ huynh đệ rõ được cái ý của trung đạo chia sẻ không? Bây giờ biết làm sao rồi hen? Bây giờ niệm Phật có phóng tâm ra ngoài nữa không? Trung đạo đã tự nói với mình rất là nhiều năm nhiều tháng. Hồi xưa trung đạo đã từng phóng tâm đi ra ngoài kiếm cái gì đó không trừu tượng, cố tình đi qua Ấn Độ, được người cho tiền đi Ấn Độ để trở về đất Phật, ngồi tụng kinh niệm Phật miên mật không ngừng nghỉ, ngày này sang ngày nọ, một ngày mấy thời, để dọn mình trong sạch tinh khiết trở về nơi quê hương của ông già của mình là Bổn Sư. Nhưng khi đang ngồi một ngày nào đó thì tự nhiên hỏi: đi đâu vậy con? Nói: đi về Ấn Độ. Làm gì? Kiếm Phật. Ủa, Phật ở đâu vậy? Tới đó thì không dám trả lời, giống như nãy huynh đệ nói đó, không dám trả lời liền, làm thinh luôn. Một hồi sau nghe nữa: Phật ở đâu? Con đi ta đi, con đứng ta đứng, con nằm ta nằm, con ăn ta ăn, con nghỉ ta nghỉ, con ngủ ta ngủ, con nói ta nói, con làm ta làm. Con đi đâu? Bây giờ hiểu thầy nói gì chưa? Đi đâu? Trung Quốc mới có Phật sao? Ấn Độ có Phật, Miến Điện có Phật, Tây Tạng có Phật à, Đài Loan có Phật à, Việt Nam không có à? Hả? Ngồi đây nè. Con phải biết mỗi một ngày con tiếp xúc với bao nhiêu vị Phật. 5 vị Phật, 10 vị Phật, 100 vị Phật, 200 vị Phật, đúng không? Ông Phật ở đâu? Vậy con đi đâu con kiếm? Ngươi ăn ta ăn, ngươi nằm ta nằm, ngươi đi ta đi, ngươi đứng ta đứng, ngươi nói ta nói, ngươi ngủ ta ngủ. Con đi đâu? Vậy chứ con ngồi tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền để làm gì? Để thành Phật. Thành cái gì? Phật tánh là của mày, tại sao mày không sống chung biểu lộ đi? Mày thành cái tánh của mày là sao? Cái thằng khí độc. Hiểu ý không? Chúng ta tu để làm gì? Để nhìn thấy Phật tánh của mình đang sống chung với mình. Mình đâu cần phải thành cái tánh trời cho. Tánh Phật là cái tánh mỗi người đều có. Tánh Phật của ông trời ban cho mình đều có. Mắc chứng như mình phải thành cái tánh này, tại sao mình không chịu sống chung rồi biểu lộ cái tánh đó cho ba tánh chúng sanh qua cái lòng đại từ đại bi của mình đi? Vậy ngồi thiền làm gì? Để thành Phật. Thành cái con khỉ. Tánh đó của mày mắc chứng như mày phải thành,
Tại sao mày không chung, sống chung biểu lộ luôn đi? Cái thằng khỉ đột đi tầm bậy tầm bạ, kiếm tầm bậy tầm bạ, đi lang thang bao nhiêu năm trời nay, bỏ rơi ông Phật của mình, đập cho mày một cái giờ. Quý đệ thấy cái đầu thầy u không? Nó đập đầu đó, cái đầu mới u lên nè. Muốn có cái đầu u đâu phải dễ, lì lộn mày đập mỗi ngày cho nên cái đầu nó mới u lên như vậy, mới khôn ra. Cho nên tụng kinh niệm Phật là phát triển trí tuệ. Nhờ phát triển trí tuệ mới thấy mình là ai, nhờ phát triển trí tuệ mới thấy mình làm cái gì để tạo phước, làm cái gì để tạo họa. Cho nên tụng kinh niệm Phật là phát triển trí tuệ. Rõ chưa? Bởi trong lúc chúng ta tụng kinh niệm Phật, không phải nghĩ một mình ngồi xuống đó đâu, không có. Chúng ta ngồi xuống công phu, chung quanh mình còn nhiều vị lắm. Trong đó có cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại, hai bên vạn linh trăm họ của mình. Trong đó có rất nhiều huynh đệ, gọi là âm hồn uổng tử, vong linh hương linh, âm linh chưa siêu. Nghe mình ngồi xuống tụng kinh, họ đều tới gần để được hưởng cái phước mình đang tạo. Mà cái phước này âm thầm trong cảnh giới âm linh gọi là âm đức. Nếu quý đệ mà ngồi xuống tụng kinh nhiều vô, cầu nguyện hưởng cho bá tánh nhiều vô, là quý đệ đang tạo âm đức cho chính đời tu học của mình. Bởi âm đức rất là quan trọng cho cuộc đời tu. Nếu chúng ta tu mà không biết tạo âm đức là chúng ta không có đạo hạnh được. Bởi âm đức chính là nền tảng căn bản lớn nhất của đạo hạnh. Nếu người tu mà không đủ đạo hạnh thì dứt khoát đạo lực không có. Đạo lực không có thì dứt khoát không thể nào mà độ bá tánh được. Mà đạo hạnh cao rồi, trí tuệ phát triển. Trí tuệ phát triển rồi thì phước báo cao dày. Phước báo cao dày thì nghiệp lực mỏng. Mà nghiệp lực mỏng thì tam nghiệp thanh tịnh, lục căn thanh tịnh. Thì quý đệ đi đâu rồi? Tới đâu rồi? Hiểu không? Trong đạo lặp lại. Cho nên khi chúng ta ngồi xuống công phu niệm Phật, phải biết rằng là mình đang ngồi tu chung với nhiều người chung quanh, trong đó có cụ huyền thất tổ, ông bà nội ngoại của mình đó. Vì cái chỗ đó cho nên các ngài nói nhất nhân chứng đắc cụ huyền thăng là vậy. Một người biết ngồi xuống tu cụ huyền có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Và cũng như chúng ta độ rất nhiều âm linh, vong linh, hương linh chung quanh, là chúng ta đang tạo phước âm đức cho chính mình. Phước âm đức này giúp cho mình phát triển đạo hạnh, phát triển đạo lực. Nhờ đạo hạnh đạo lực cao như vậy, trí tuệ mới phát triển. Nhờ trí tuệ phát triển như vậy cho nên mình phước báo cao dày. Nhờ phước báo cao dày chứ nghiệp lực mỏng. Bây giờ huynh đệ muốn phước báo cao dày hay là nghiệp dày, tự quyết định đi. Nói là làm đó. Bây giờ biết ông Phật ở đâu rồi đúng không? Biết luật nhân quả rồi phải không? Đừng nói bằng cái miệng nha, hả, mở miệng ra là mắc quay đó. A Di Đà Phật. Chúc huynh đệ may mắn nha. Giờ hiểu rõ chưa? Hiểu rõ phải làm cái gì chưa? Một tiếng đồng hồ rồi mà không hiểu nó thì trung đạo bó chân luôn. Quên để cái hiểu chữ mà ông bà để lại không? Đừng có gây gỗ, đừng có gây gỗ nha con. Cô đứng trước cái tủ nhà mình gây với nó đi cô, nó có nghe mình không? Cái bàn, cái chân bàn kìa, đứng ngay cái cây chân bàn cãi lộn với nó đi, nó nghe mình không? Các ngài gây gỗ. Mắc chứng thầy vì nói chuyện với gỗ. Nếu mà thầy ngồi đây mà huynh đệ không hiểu được ý thầy chia sẻ nè, thì huynh đệ là những cái muỗng nằm trong tô canh á. Tại sao cái muỗng nằm trong tô canh huynh đệ biết không? Cái muỗng đâu có nếm được vị canh đâu. Không. Cho nên thầy đang gây gỗ đó, thì về nhà thầy nói chuyện ở đầu gối thầy nó hay hơn. A Di Đà Phật. À phải mở bự ra. Các ngài dạy mình á, Open your heart, open your mind, open it, open real wide, you will receive a lot of gifts in the universe. Mình mở lòng mình ra, mở trí mình ra, mình nhận rất nhiều món quà trong vũ trụ đó, từ cha mẹ Như Lai mình ban cho mình đó. Rõ ràng như vậy luôn. Thấy chưa? Quyền lợi là mình sẵn có, chỉ cần dùng cái tâm trí này mà tiếp nhận, học hỏi cho giỏi vô, thì các ngài sẽ dạy mình trong âm thầm, nó gọi là tri kiến Phật. Quý đệ thử làm đi, sẽ có lợi lạc lớn vô cùng. Trung đạo là người chuyên chia sẻ về sự tu hành, chứ trung đạo không có nói chuyện mà là giải trí tâm linh, không có. Đi tới đâu nói tu tới đó. Cho nên người ta gửi sư phụ là chân tu thôi. Tu có cái chân à. Bây giờ quý đệ hiểu thấy ý trung đạo chưa? Mong rằng quý đệ tiếp nhận sự chia sẻ ngày hôm nay, để một ngày tu học an lạc của huynh đệ nó phát triển nhiều hơn, tạo phước nhiều hơn. Cho nên người tu phải biết tạo phước.
nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Có tám chữ này thôi, muốn để không làm được nó thì không thể nào dùng chữ Phật tử thuận thành chân chính được đâu nha. Rõ không? Bây giờ biết mình là ai chưa? Biết tôi là ai chưa? Biết Phật là ai chưa? Biết luật nhân quả là gì chưa? Bây giờ biết niệm Phật cách nào để nhìn lại tự tánh của mình chưa? Ha. Về đó mở mạng trong video Sen Hồng video á, coi đi. Thầy hướng dẫn tu trong đó đó, huynh đệ coi mỗi một ngày một chút, coi đi coi lại một cái dĩa. Hôm nay huynh đệ coi, huynh đệ hiểu một chút, ngày mai coi hiểu nữa. Huynh đệ coi 10 lần xong huynh đệ sẽ hiểu được nhiều hơn những lúc đầu tiên. Vì trung đạo chuyên giảng về cách tu, tu như thế nào để giải thoát cho cửu huyền thất tổ. Huynh đệ phải biết rằng khi cửu huyền thất tổ đã siêu rồi là cuộc đời con cháu của mình rất là hưng thịnh. Chúng ta không làm tròn bổn phận cho nên con cháu mình không được hưng thịnh là lý do đó đó. Cho nên nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng, mình biết tu cửu huyền có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Khi trước khi các ngài siêu, các ngài độ cho con cháu các ngài rất là hưng thịnh. Mong rằng huynh đệ tiếp nhận lời chia sẻ này để làm cho bản thân mình được an lạc hạnh phúc, làm cho con cháu mình sống được an lành hạnh phúc hưng thịnh, cho dòng tộc cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên đã chết được siêu, còn sống được an lạc hạnh phúc, gọi là âm siêu dương thới. Âm không siêu, dương không thảnh thơi. Cho nên bổn phận chúng ta là ngay từ lúc này phải sống làm sao để được tâm khỏe, tâm an, thân khỏe, trí tuệ sáng suốt là bổn phận của chúng ta đó nha. Từng cá nhân một luôn đó. Nên trung đạo xin chư Phật mười phương gia hộ soi sáng cho huynh đệ phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để được thân khỏe, tâm an, hạnh phúc. Đời sống tu hành huynh đệ được nhiều lợi lạc, làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh dân tộc Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thời gian còn lại huynh đệ chúng ta chia sẻ đàm đạo với nhau. Mong rằng huynh đệ hỏi những câu lợi lạc. Mong rằng huynh đệ đừng có kể chuyện đời cô lựu cho thầy nha. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, hôm nay quả nhiên là có một thời pháp rất là hoan hỷ cho tất cả các Phật tử chúng con. Tại vì trước giờ chúng con cũng quyết tâm đi tu, nhưng mà thật sự là cũng chưa hiểu hết về cách tu, hoặc là cách khi mình muốn nói ra, nhưng mà mình lúc mình nói là mình lại nói sai, không nói được hết ý. Dạ, thành ra hôm nay là nhờ thầy dẫn dắt rất là tỉ mỉ, tất cả Phật tử chúng con hôm nay rất là hiểu thêm rất là nhiều về trong cách tu và cách ứng xử, hoặc là nghe những thời pháp của thầy thì rất là quan hệ, rất là hiểu được. Con xin thành thật cảm ơn thầy rất là nhiều, và mong rằng những cái thời pháp tới thầy tiếp tục để đến chùa để giảng cho tất cả Phật tử chúng con để hiểu thêm. Thầy chủ trì cho thầy tới thầy mới dám tới A Di Đà Phật. Dạ thì đó là điều ước muốn của tất cả các Phật tử chúng con. Phải làm đơn xin ổng mà. Dạ A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy. Cảm ơn con đứa cô A Di Đà Phật. Mong rằng nếu cô cảm ơn thầy đó, cô ngồi xuống tu cho giỏi vô để cảm ơn Phật nha. Thầy chỉ nói giùm ổng thôi A Di Đà Phật. Thầy là sứ giả nói giùm thôi đó, chứ không có làm giùm. Thầy nấu cơm cho huynh đệ ăn chứ thầy không ăn giùm. Huynh đệ thở huynh đệ sống, thầy thở thầy sống, thầy không thở giùm được. Rõ không? Biết Phật là ai rồi, biết Phật ở đâu rồi, sống cho trọn trọn tình trọn nghĩa với ổng đi. Đừng có bạc đãi cái nhà của ổng. Nhớ chưa? A Di Đà Phật, huynh đệ hỏi đi. Cảm ơn con, đứng lên. Dạ Nam mô A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy á là trước giờ đó là con chỉ có niệm Phật thôi. Con ở trọ ở Sài Gòn để đi làm, nên là cái phòng trọ thì nhỏ, với lại không có bàn Phật, rồi cũng có người ở chung, nên là cái việc tụng niệm là trước giờ con không biết, mà với lại cũng không có điều kiện á thầy. Con không biết là bây giờ thầy xin thầy hướng dẫn cho con cái cách mà con có thể tụng kinh niệm Phật mà dạ không được có phiền người khác. Mình không có chuông mỏ cũng được, chuông mỏ chỉ là phương tiện thôi, nhưng mà khi mình ngồi yên á, cũng ngồi trên cái giường của mình ngủ đó, ngồi thẳng lưng lên. Không có gác chân, chỉ xếp vô thôi, xếp hai cái chân vào, không có gác chân, ngồi thẳng tụng đại bi niệm Phật, sống an lành cho mình đi. Kệ chung quanh, với là những người chung quanh là cũng là huynh đệ của mình, cũng là những ông thầy dạy mình những điều xấu, để mình thấy những điều xấu đó mình không lặp lại. Thầy sẽ nhắc điều này sau khi nói chuyện với con. Thì chúng ta cứ ngồi xuống ha, đọc được đại bi cứ đọc, vì đại bi có công năng giải trừ bệnh tật, giúp cho mình khỏe.
giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, cải lão hoàn đồng. Mình càng tụng đại bi mình càng khỏe, càng trẻ. Còn cái chuyện đẹp là thầy không dám nói, tại vì thầy tới đó thôi. Thầy mà nói đẹp ra huynh đệ ói ra hết, sáng ăn nhiều là ói chết lên chết xuống đó. Thầy không dám nói chữ đẹp, nhưng mà huynh đệ có thể đẹp hơn thầy. Dạ thầy ơi, giả sử như là con tụng niệm con ở nhà vậy đó, rồi con mặc đồ bình thường. Bình thường dạ, không? Mặc thầy dạ. Nói thiệt huynh đệ, trong phòng ngủ thầy, thầy mặc đồ bình thường, thầy ngồi thiền tụng kinh bình thường. Ông Phật không bao giờ la tụi mình mặc xà lón tụng kinh, không bao giờ có. Chỉ có người thế gian la mình thôi. Chứ ông Phật không bao giờ la, nhìn coi ông có nói tiếng nào đâu kìa. Nhưng mà mình nói nhiều. Nhìn coi, nhìn kỹ coi. Cũng không mở miệng nói một tiếng nha, nhưng mà chỉ trích là chúng ta chỉ trích lẫn nhau thôi. Dạ. Nhớ không? Yên tâm, mặc cái gì cũng được. Dạ. Miễn đừng có mặc cái bộ đồ mà trời cho mới đẻ ra có. Dạ, con cảm ơn thầy. Biết bộ đồ đó không? Huynh đệ, phải nói rằng là Phật pháp bất ly thế gian pháp. Huynh đệ hiểu chữ Phật pháp bất ly thế gian pháp tỉ mỉ không? Người ta sống bên cạnh mình, người ta đối xử với mình không được tốt lành, đời mình nguyện sống đối xử tốt lành với ba tánh chúng sanh. Mình học từ những điều không tốt lành để mình đừng bao giờ thực hiện điều không tốt lành. Huynh đệ, thầy lặp lại, tại sao gọi là Phật pháp bất ly thế gian pháp? Nếu huynh đệ không học trong thế gian pháp thì dứt khoát huynh đệ không trưởng thành trong Phật pháp. Thí dụ cô Hạnh mới gặp thầy không ưa, thầy lùng, thầy xấu, mắt hí mũi tẹt, chuyện đó của cổ, đúng không? Nhưng mà chính vì mà cổ ghét thầy, đời này thầy nguyện sẽ không ghét huynh đệ khác. Cổ hận thù thầy, đời thầy nguyện không hận thù người khác. Cổ làm thầy đau khổ, thầy nguyện sẽ không làm người khác đau khổ. Cổ ích kỷ với thầy, thầy nguyện đời này không ích kỷ người khác. Bây giờ hiểu Phật pháp bất ly thế gian pháp chưa? Nhưng mà là pháp môn vô lượng thệ nguyện học là vậy đó, chứ không phải mình đụng vô tịnh độ mình ôm cứng ngắc, mình không thèm học cái khác. Tại sao gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học? Hiểu trật lất rồi, học hết tất cả những điều chung quanh thế gian nè của mình để làm cái kinh nghiệm sống, để mình đừng lặp lại những điều không tốt lành cho ba tánh chúng sanh, mới gọi là Phật pháp bất ly thế gian pháp. Người ta âm mưu xảo trái với mình, nguyện đời này không âm mưu xảo trái với ba tánh chúng sanh. Bây giờ rõ Phật pháp bất ly thế gian pháp chưa? Rõ chưa? Bây giờ học cho tốt vô, cái gì cũng học, nhưng tuyệt đối không lặp lại những điều xấu cho ba tánh nha. Bởi vì nó chính là tạo họa chứ không tạo phước. Những gì mình học được từ ba tánh mà làm phước là nên học, rồi làm lại để tạo phước cho chính bản thân đời tu học của mình thì làm, còn không đừng bao giờ lặp lại. Người ta hận thù mình, nguyện sẽ không hận thù ai. Người ta làm mình đau khổ, đời này sẽ không làm người khác đau khổ. Người ta ganh tị, nguyện đời mình không làm ganh tị với người khác. Nhớ chưa? Người ta ích kỷ hại mình, nguyện đời này không ích kỷ hại người. Thế như là Phật, cảm niệm công đức của huynh đệ đã nghe thầy chia sẻ. Cảm ơn con đã hỏi. Mình ngồi xuống mình đọc kinh cảm thấy hạnh phúc an lành là được, không cần phải hoa quả bông đèn trái cây gì cho nhiều, lãng phí rất là nhiều tiền bạc, nhớ không? Tu càng đơn giản giống như đang giỡn vậy đó, dễ chịu hơn. Như là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, con bạch sư phụ. Ủa, thầy nhận đệ tử nào mà gọi sư phụ vậy? Sáng này con thấy thầy con mừng lắm, tại vì con coi đĩa của thầy nhiều lắm mà con chưa thấy thầy ở ngoài. Ồ vậy hả? Mô Phật, từ sáng con thấy thầy vô con mừng ơi là mừng luôn. Thất vọng chưa? Dạ, con coi đĩa của thầy nhiều lắm mà con nói con ở Định Quán là con nói con không biết chừng nào con mới gặp được thầy. Tại vì con cũng đi chùa làm công quả tụng kinh mà sao con cũng nhức mình nhức mẩy lắm. Xong rồi con cũng vái ngài Quan Âm á, con coi đĩa con vái ngài Quan Âm con tụng kinh. Vái, vái. Dạ, con vái ngài Quan Âm á, con nói là ngài Quan Âm ơi, ngài độ cho con đi, gia hộ cho con, cho con gặp thầy Thích Trung Đạo đi. Để cho thầy trị bệnh cho con hết bệnh, cho con mạnh khỏe, con về con mới tu tinh tấn được. Thì ngày nào con cũng tụng mình như con vái mới không được bao lâu chừng 10 ngày. Thì tự nhiên ngày hôm qua con có điện cho cái anh mà này nè. Sao con điện con thấy cái đĩa của thầy á thầy. Mà lên số điện thoại của này là thầy, xong rồi con mới điện. Mô Phật. Xong rồi con mới điện con hỏi là anh ơi anh có biết thầy Thích Trung Đạo chừng nào giảng ở đâu không? Tại vì em thấy thầy anh hay quay phim của thầy. Thì vì ổng là chủ nợ của thầy cho nên ổng biết rành lắm dạ. Rồi thầy ảnh mới nói xong rồi con mới nói tại bệnh quá, xong rồi hồi sáng này con có đi. Con đi con có thắp nhang con nhai gái nha, con vái ngài Quan vái, Âm. Vái. Con vái ngài Quan Âm, con nói là ngài Quan Âm ơi, con xin ngài cho con gặp Thích Trung Đạo mà hôm nay con đi con gặp được thầy rồi. Thì
thì ngài phải gia hộ cho thầy để cho thầy trị bị bệnh cho con, tại vì con ở xa quá. Con nghe đĩa của thầy, con cũng nói với ngài như vậy. Con nói là cho con gặp được thầy mà thầy cũng phải gia hộ, Phật phải gia hộ cho thầy để cho thầy trị cho con hết bệnh, để cho con về cũng tu cho tinh tấn. Xong rồi sáng con thắp nhang, con đi lên xe là 2 giờ. Con đi 2 giờ con mới về, con mới về được tới đây. Dạ, xong rồi bây giờ con cầu xin sư phụ, con gặp sư phụ bữa nay con không biết chừng nào con mới gặp nữa. Thành ra bây giờ sư phụ trị bệnh cho con đi. Con ơi, ở trong này mình có cái máy quay xi măng không con? Bỏ vô nhấn nút cho nó quay một hồi, nó hết nhức mình nhức mẩy à. Dạ, con bệnh dữ lắm sư phụ, bởi vì con gái mà sau ngày Quan Âm cũng cho con gặp được thầy. A Di Đà Phật. Mô Phật. Dạ. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của con rồi ngồi xuống đi. A Di Đà Phật, tưởng mét chuyện gì. Cái cô hồi nãy hỏi thầy tụng đại bi sao á. A Di Đà Phật, cảm ơn con, chúc nói chuyện sau. Cảm ơn thầy trong để sát cái microphone vô chút xíu con. Dạ, để gần vô. Dạ. Dạ xin tôi tên họ Mai Thị Sáu, tôi xin hỏi thăm thầy. Dạ dạ. Hỏi thăm thầy tụng chú đại bi á thầy. Dạ. Dạ, rồi mình cũng ngồi ở trước bàn Phật mà ngài tụng 21 biến vậy của được không thầy? A Di Đà Phật, dạ được, cô ngồi xuống đây thầy nói cho nghe, nói chung với huynh đệ. Cảm ơn thầy. Chúng ta tụng kinh niệm Phật là một. Đại bi thực sự nó chính 84 vạn pháp trong đại bi. Chúng ta không cần nhìn về khía cạnh của huyền nghĩa hay là của là huyền bí hoặc là quyền năng hay thần thông. Không cần nhìn phía ấn thủ, không cần nhìn bắt ấn, đọc chú, không cần. Mình chỉ ngồi mình tụng hết lòng trong đại bi, sống trong cái chữ đại bi đi. Huynh đệ nếu có tụng đại biên đệ hiểu cái từ là Nam Mô Hội Thượng Bồ Tát hay không? Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Quý đệ tụng, quý đệ có hiểu được Đại bi Hội Thượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm. Nếu quý đệ tụng đại bi, chỉ cần để hết cái lòng thương yêu đại bi của mình vào cái tụng đi, thì quý đệ sẽ thấy được cái điều gì đang luân chuyển trong cơ thể của mình. Bởi chúng ta tụng không cần phải dùng ấn thủ hoặc là bất cứ gì quyền linh ở ngoài đường. Chúng ta tụng hết trong lòng, ráng mở cái lòng đại từ đại bi để được hòa nhập với cái pháp đại bi. Rồi sống trong cái pháp đại bi đó, biểu lộ cho ba tánh, giúp đỡ ba tánh chúng sanh bằng cả con tim trí tuệ. Mình mới biểu lộ được cái tánh đại bi này, mình mới có cơ hội đắc được pháp đại bi. Cho nên tụng đại bi để giải trừ bệnh tật, tụng đại bi để giải trừ quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ là gì? Những người âm linh đeo đuổi mình làm cho mình được xui xẻo, bệnh tật, chuyện gì cũng thất bại, gọi là oan gia trái chủ. Những người bên cạnh mình, chồng, vợ, con mình cũng là oan gia của mình. Mình đã nợ nần lẫn nhau cho nên trở về đây gặp. Nếu không là oan gia, không là vợ chồng con cái, rõ không? Nên mình trì tụng đại bi đi giải trừ những cái oan gia mà mình đã từng có với họ. Tụng đại bi để giải trừ nghiệp chướng mình tạo tác. Tụng đại bi để phát triển trí tuệ. Tụng đại bi để cải lão hoàn đồng. Nếu quý đệ biết trung đạo bao nhiêu tuổi, quý đệ sẽ giật mình đó. Tụng đại bi không thôi. Bên cạnh đó mình phải tập luyện cái gì đó cho cơ thể mình nó khỏe mạnh, đúng không? Trung đạo rất là lanh lẹ trong việc đi đứng, nói chung là cái gì cũng lanh lẹ, cái gì cũng nhẹ nhàng. Thầy 64 tuổi rồi, ít đâu. 64 tuổi đó. Nha. Dạ. Cái gì cô? Tụng đại bi á hả? Tụng nhanh á, cô muốn nghe thầy tụng nhanh tụng chậm? Dạ, tụng nhanh thầy. Dạ thưa, tụng nhanh á. Dạ. Khi mình tụng nhanh như vậy, cái đầu mình nó bận rộn, không có tạp niệm, vọng niệm. Có những người tụng chậm quá đó, mình sẽ bị trì trệ trong luồng năng lượng. Dạ. Tụng đại bi là nội công tâm pháp. Dạ. Tụng đại bi là tam muội chân quả. Dạ. Tụng đại bi là phát triển trí tuệ. Cho nên khi mình tụng á, là mình hít một hơi thiệt dài. Dạ. Khi mình hít một hơi dài tức là mình đề khí. Dạ, dạ. Khi mình tụng một hơi dài ra tức là mình thở ra đó. Dạ. Là khi mình hít vào hết sức á, thì 84 vạn lỗ chân lông nó sẽ thở ra. Khi mình đọc hết một hơi ra thì 84 vạn lỗ chân lông nó hít vào. Nó đi ngược cho cái lỗ mũi của mình. Cho nên mình tụng đại bi đúng mức là mình tụng. Thầy tụng cái tốc độ vừa đủ cho cô để cô tập thôi. Còn tụng như thầy là đệ tử thầy nó theo cũng không nổi. Dạ con mở mình tụng cho nhanh thiệt nhanh để cho cái lỗ chân lông mình nó thở những cái trược khí trược độc ra.
Yeah. Mình giải trừ bệnh tật là ngay từ chỗ đó. Bởi vì khi mà cái năng lượng cơ thể mình nó mạnh vô cùng, yeah, thì cái hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể mình nó sống bằng năng lượng do sự hít thở ra vào. Yeah. Mà hệ thống miễn nhiễm nó đầy đủ năng lượng thì nó rất là mạnh mẽ, cho nên bệnh tật không phát triển được là từ cái chỗ hệ thống miễn nhiễm quá mạnh. Yeah. Năng lượng càng mạnh, yeah, thì hệ thống miễn nhiễm càng mạnh thì bệnh tật càng ít. Yeah. Cho nên tụng đại bi rất là khoa học. Yeah. Thế nên mình nhìn vào khía cạnh khoa học để tu, chứ không được nhìn vào khía cạnh cầu xin, van xin, khóc lóc, năn nỉ. Không. Yeah. Mình là con của Phật, mình không được phép khóc lóc, van xin, năn nỉ. Yeah. Mà phải nói rõ ràng mình cần cái gì, mình phải nói ra. Yeah. Đó là người hiểu biết chuyện, tu theo khoa học. Cho nên tụng đại bi, hít một hơi thiệt sâu. Yeah. Động một hơi thiệt dài, hít một hơi thiệt sâu. Chứ đừng có làm như vậy, mình yeah sẽ mất đi cái nội lực yeah và khí lực. Cái luật của người tu á, nó có bốn điều cấm kỵ. Yeah. Thứ nhất là đứng lâu hại xương. Yeah. Nằm nhiều hại gân. Yeah. Nói nhiều hại khí. Yeah. Ngồi lâu hại thịt. Yeah. Bốn điều này là tuyệt đối cấm kỵ. Quý đệ có nghe dạy điều này chưa? Yeah. Chưa bao giờ có, mà cũng đâu biết đâu mà dạy. Thưa thầy, ngồi ở dưới việc giảng tinh mạch đi, rồi ngồi trên cái ghế. Dạ thưa ngồi, được, giảng tinh mạch thì rất là dễ. Chúng lấy cây đập mấy phát vào chân vào đùi là sẽ hết bệnh. Yeah. Yeah. Nhưng mà tụng trong cái biển đại bi á thầy, rồi bắt đầu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, rồi riết cái quen cái giờ thấy thầy Thích Chí Thoát tụng ở trong dạ thầy Thích Thoát có cái lối tụng của ông. Dạ. Nhưng mà riêng thầy là luyện nội công tâm pháp, cho nên tụng phải mạnh mẽ. Dạ, dạ. Để luồng nội lực nó, dạ, nó mạnh, dạ, lên. Cảm ơn thầy. Còn những người chung quanh mình nói chi, mình tụng, dạ, rề rề á họ ngủ, dạ, gục, họ không đi được. Dạ. Ở Bình Dương có một cái cô khoảng năm mấy tuổi, hình như Bình có nghe đó, bà tụng đại bi rất là chậm, thì cái vị mà sau lưng á đi tới gần bà nói: cô tụng chậm rì vậy, là tại sao tụng chậm như vậy? Yeah. Người ta cần cái lực để người ta siêu, mà mình tụng chậm rề rề người ta nhào xuống ta ngủ tiếp sao ta đi. Nó tụng mạnh lên. Yeah. Còn chuyện ai tụng chậm chuyện của người ta, bản thân cô như thầy tụng mạnh. Yeah. Để chi cái lực của mình nó mạnh mẽ sợ, hơn thì cái đầu mình nó mới sáng được. Tổn phước không cũng sợ thôi thầm. Dạ không có tổn phước, yeah, đâu cô. Yeah. Tụng nhanh tụng mạnh để cho người mình nó mạnh mẽ lên, nó mới đổ đồ, yeah, dơ ra được chứ. Yeah. Kêu ông xã ông tụng, ông nói em tôi tu tâm phải tu ở chùa gần 10 năm rồi, giờ tôi về thôi tôi không có tụng. Nói ông tu tâm đâu có đúng, Phật ở tâm ông tụng đặng sau này ông có qua đời tôi dốt tôi nói vậy thôi, đặng khi mà thầy lại hộ niệm ông nghe tiếng kinh đặng ông biết nơi nào ông nhập ông về. Chứ ông nói cái riết cái ông tụng được 7 biến thầy, cái này ông theo được 21 biến. Bây giờ là Phật, chúc mừng cô, chúc mừng. Dạ, mừng quá. Tụng nhanh lên để nó mất, dạ, thời gian. Mình tụng rề rề quá, mình trì trệ á, dạ, thì các vị xung quanh mình không tiến hóa được. Mình phải năng nổ miên mật tinh tấn á, thì các vị xung quanh mới tiến hóa. Mình không những độ mình, độ luôn những người xung quanh, là độ âm lẫn độ dương, độ, dạ, sinh lẫn độ linh. Thí dụ mà người ta khó chịu phải không, nghe thầy tụng, dạ, thầy kinh là tự động ta hết khó chịu à, dạ, ta điên lên. À. Thưa thầy, nhưng mà hồi ban đầu á, hồi chưa có đi về chùa, không hiểu sư phụ nói gì đó. Dạ, chưa đi tu, chưa biết thầy, sao tự nhiên ông bạn cho được cái bổn kinh thầy học được, mừng quá. Cảm dạ, với Đà Phật tụng đại bi tụng vậy nè cô, tụng cho mạnh mẽ lên, hít một hơi thiệt dài tụng. Nam mô Hằng Đa Đăng Đa Đa Nam mô Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật. Mình tụng cái thiệt là mạnh vậy đó. Còn thầy mà tụng nhanh nữa là quân đệ sẽ không nghe kịp đâu. Tụng nếu mà tụng thiệt nhanh là hai hơi là xong á. Hai hơi, nếu mà hai hơi một chút xíu là xong. Hít một hơi thiệt dài. Nam mô Đà 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 Nam mô Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Gan Ni Gan Tam Bảo Sư Sư Nam Đà Nam mô Tu Kỳ Lợi Đà Ai Mong Ba Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật. Nam mô Na Đang Di Di Ma Ma Na Sa Mi Tát Bà Sa Đầu Du Bằng Di Đà Phật, Nam mô Na Di Đà Phật Đà Đầu Di Đà. Mình tụng vậy á, mình mới có nhiều năng lượng được, mình mới giải trừ quan gia trái chủ kịp, người mình nó mới đẩy ra trược độc trược khí. Tụng đại bi là tẩy trược lược thanh, mình sẽ đẩy đồ dơ ra, mình tiếp nhận thanh khí ân điển của chư Phật, rõ chưa? Nên đừng có rề, hả, tụng kinh rề là nhiều chuyện nó rề lắm, mình sẽ bị trì trệ, bị gọi là ngủ. Rù rề rề hồi sẽ ngủ ngon lắm á. Mình tụng một giấc đã đời. Rồi chưa kể mình thiền nữa, mình tụng xong mình phải ngồi niệm Phật chứ. Mình niệm Phật, mình niệm một hồi cái mình qua ngủ thiền luôn. Qua tới ngủ, người ta tứ thiền mình qua tới ngủ thiền là mình đắc rồi đó. Mình thiền một giấc đã đời. Ha, tu vậy mới sướng chứ. Đệ tử thầy á, cô Hoa Diễm á, nó tụng kinh xong nó quỳ nó lạy Phật sám hối, lạy vừa cắm đầu xuống chổng đít lên là rồi. Giật mình dậy thấy mình lạy một giấc đã đời, cái mông vẫn trên trời như thường. Đó chứng rồi đó. Ừ.
Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của tất cả, trước tiên là ban tổ chức của chùa Pháp Bảo, cảm đức thầy chủ trì đã cho thầy có cơ hội quay trở lại để được chia sẻ Phật pháp. Mong rằng sự chia sẻ của trung đạo để lại tồn động trong tâm tư huynh đệ một chút nào đó, để anh em chúng ta cùng tiến tu tiến hóa với nhau về cha mẹ của mình. Phải biết rằng chúng ta là anh em cùng cha cùng mẹ, ai cũng có tánh thiêng liêng trong từng bản thể. Cho nên hãy nhìn Phật tánh trên gương mặt của mọi người trong từng hình thể. Một khi đứa bé ra đời đã Phật tánh đang ngự trị trong đứa bé đó rồi. Hãy nhìn Phật tánh, dùng cái con mắt mình để nhìn Phật tánh, dùng lỗ tai để nghe Phật âm, dùng lỗ mũi để ngửi Phật hương, dùng cái lưỡi để nếm Phật vị, dùng cái thân để nhập Phật cảnh, dùng cái ý để tưởng Phật pháp. Như vậy lục căn mới thanh tịnh, thì niệm Phật mới nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm thì vãng sanh sẽ được theo ý của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thức tịnh lòng trần bởi tiếng kinh, xua tan phiền não sống thâm tình, si mê than giận đời bụi cát, nương về pháp Phật cõi tâm linh. Nguyện bạch chánh thượng tọa giảng sư, lời pháp diệu huyền của ngài ví như phương thuốc, hay để giúp hàng Phật tử chúng con trừ được căn bệnh phiền não ngay trong hiện tại và hướng đến mầm giải thoát tương lai. Cuối lời kính chúc thượng tọa giảng sư pháp thị khinh an, pháp thân thường trụ, để là nơi an lành cho muôn loài và tất cả nhân thiên noi theo. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát A Di Đà Phật. Vừa qua là buổi pháp thoại của thượng tọa thượng trung hạ đạo đến đây đã kết thúc. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa cùng toàn thể hội chúng khởi thân hồi hướng kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng công đức. Bốn câu này rất là đơn giản mộc mạc nhưng mà rất là nhiệm màu, bởi biểu lộ được cái lòng đại từ đại bi của từng cá nhân một, khiến ta hồi hướng công đức này cho bá tánh chúng sanh, cho chư Phật mười phương, cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta đem hết tấm lòng để hồi hướng thì cái sự hồi hướng mình mới có kết quả được như ý. Vấn đề đọc từng câu rồi mình hiểu được từng câu, mình thấy được cái lời hồi hướng của mình sẽ kết quả như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi nhắn một lời, cho tôi nói một lời được không? Em có nhớ được gì? Anh có nhớ gì không? Em có nhớ được gì? Anh có nhớ gì chăng? Giới hoàng thiên sao không cố trở về